Các bạn đang nghe truyện tu luyện giảng lược hóa công pháp trên kênh TV Audio CV. Chương 1072, vừa sải bước ngàn dặm. Hai ngàn dặm bên ngoài, hô mãn nhìn xem trong lòng bàn tay ấn ký, nhíu mày. Từ vừa rồi bắt đầu, phương xa liền có ấn ký đang cùng hắn cộng minh. Vừa mới bắt đầu khoảng cách hơi xa, hô mãn suy nghĩ một chút, quyết định không đi qua. Bởi vì từ ấn ký cộng minh chi tiết nhìn, khẳng định không phải cùng băng tộc dung đạo cảnh, đã không phải đồng tộc, khoảng cách xa như vậy, trả hết vội vàng đi hỗ trợ, ít nhiều có chút không quá đáng. Băng tộc cùng quỷ tộc là đồng minh quan hệ, cộng đồng đối phó nhân tộc, chuyện này toàn bộ hắc thạch vực chủng tộc cũng biết. Nhưng kỳ thật chuyện này đến bây giờ, đã để băng tộc nội bộ sinh ra thanh âm bất đồng, mà sinh ra thanh âm nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, quỷ tộc lão tổ không phải chính thống khai thiên cảnh. Lúc trước băng tộc nguyện ý cùng quỷ tộc đồng minh, ngoại trừ băng tộc bản thân có cái ý này nguyện bên ngoài, quỷ tộc lão tổ là khai thiên cảnh, là cái cự đại thúc đẩy nguyên nhân. Dù sao tại hắc thạch vực bên trong, khai thiên cảnh chính là cao cấp nhất chiến lực, đi theo quỷ tộc, tối thiểu có thể cam đoan tương lai băng tộc tại hắc thạch vực bên trong địa vị. Tại hắc thạch vực cái này một mẫu ba phần đất bên trong, mấy vạn năm tới nay, quỷ tộc vẫn luôn là mạnh nhất tồn tại, đương quỷ tộc ở trong xuất hiện khai thiên cảnh cường giả về sau, quỷ tộc thanh thế đạt đến đỉnh phong. Nhân tộc, những năm này phát triển không tệ, thậm chí có chút càng ngày càng tốt xu thế, bây giờ đế tôn cảnh cường giả càng là đạt đến 19 vị nhiều, xem như một cái thời kỳ đỉnh phong. Mặc kệ quỷ tộc là vì tại hắc thạch vực bên trong, có tuyệt đối quyền lãnh đạo, vẫn là vì càng không đỉnh bên trong càng không thạch, quỷ tộc cùng nhân tộc ở giữa, tất có một trận chiến. Hoặc là nói, càng không đỉnh bên trong càng không thạch, là dẫn đến quỷ tộc được ăn cả ngã về không muốn diệt đi nhân tộc một cây diêm quẹt. Băng tộc đi theo quỷ tộc sau lưng, như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ là bây giờ quỷ tộc lão tổ ngụy khai thiên cảnh sự thật ít nhiều khiến băng tộc nội tâm có chút gợn sóng tại lưu ly vị diện bên ngoài quỷ tộc lão tổ bị nhân tộc càng không đỉnh kích thương lúc ấy băng tộc trong lòng còn tràn đầy nghi hoặc cảm giác nhân tộc này càng không đỉnh uy lực có phải hay không mạnh đến mức có chút quá phận vu mông tộc giáng lâm về sau mới biết được không phải càng không đỉnh mạnh mà là quỷ tộc lão tổ căn vốn không có chân chính khai thiên cảnh lực lượng a hô mãn trong đầu hiện lên rất nhiều tạp niệm con mắt nhìn xem bốn phía, bắt giữ nhân tộc dung đạo cảnh khả năng có vết tích, để chặn giết. Mặc kệ băng tộc đối quỷ tộc trong lòng có ý tưởng gì, bây giờ như là đã đồng minh, lại giết nhiều người như vậy tộc, đã không có khả năng quay đầu, chỉ có thể một con đường bên trên đi đến đen. Mà lại quỷ tộc lão tổ mặc dù là ngụy khai thiên cảnh, nhưng khẳng định vẫn là so phổ thông đế tôn cảnh mạnh lên rất nhiều, tại bây giờ hắc thạch vực hoàn cảnh dưới, nhiều ít xem như một cái tương đối lớn trợ lực. Đường băng tộc gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, cũng có thể xin giúp đỡ đến quỷ tộc trên người. Ừm, hô mãn hơi nghi hoặc một chút cúi đầu xuống, phát hiện trong tay ấn ký cộng minh tần suất bắt đầu gia tăng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, vừa rồi cảm giác được cái kia quỷ tộc dung đạo cảnh, làm sao còn mình xông lại rồi, hô mãn trong lòng có chút cổ quái, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Hô mãn nhìn chầm chầm trong tay ấn ký cộng minh, suy nghĩ một lát, lông mày đột nhiên hơi nhíu, rốt cuộc biết mình cảm giác được không thích hợp, là đến từ nơi nào cùng hắn cộng minh cái kia ấn ký cùng cái khác quỷ tộc dung đạo cảnh ấn ký so sánh một chút chi tiết có chút rất nhiều khác biệt đây là có chuyện gì hô mãn trong lòng nghi hoặc đây là có người làm bộ nhưng hô mãn lập tức liền phủ định ý nghĩ này bởi vì căn bản là làm không được cùng tu vi cao thấp không có quan hệ tối thiểu dung đạo cảnh bên trong tuyệt đối không có khả năng cái này neo định ấn ký là băng tộc cùng quỷ tộc căn cứ tự thân chủng tộc đặc tính mà sáng tạo ra kỳ thật không phải cái gì cao thâm kỹ xảo chủng tộc khác muốn sáng tạo ra loại này ấn pháp cũng là cực kỳ sự tình đơn giản nhưng cái này ấn pháp cơ sở là chủng tộc đặc tính chủng tộc khác cho dù có thể thi triển bởi vì chủng tộc đặc tính khác biệt là không cách nào tương hỗ cộng minh tựa như ngươi muốn dùng thổ chi quy tắc cùng thủy chi quy tắc cộng minh bộc phát ra thủy chi quy tắc lực lượng đây là hoàn toàn chuyện không thể nào chủng tộc neo định ấn ký cũng là dạng này bị thương nặng cho nên ấn ký biến hóa Hô Mãn nghĩ đến một loại khả năng thân thể bị trọng thương, đặc biệt là thi triển cấm pháp về sau, thiêu đốt tinh khí thần hồn, để thần hồn phát sinh vạn vẹo là khả năng để ấn ký phát sinh một chút biến hóa. Nghĩ tới đây, Hô Mãn không có dừng ở nguyên địa, ngược lại hướng thẳng đến tương phản vị trí bay đi. Bất kể có phải hay không là thi triển cấm pháp, dù sao đều không phải là chuyện gì tốt. Lúc trước rõ ràng nói xong, chỉ có thể là vây vét lực lượng không đủ thời điểm mới có thể kích phát ấn ký. Loại này thụ thương sau kích phát ấn ký cầu viện, vốn là vi phạm với ước định ban đầu. Hô mãn là dung đạo cảnh trung kỳ, nhân tộc ở trong so với hắn cảnh giới cao, vẫn là có không ít, hô mãn cũng không muốn mạo hiểm. Hơn 1.000 dặm bên ngoài, Trần Phỉ cảm giác được phương xa ấn ký tại rời xa, nào nào, đây là bại lộ, vẫn là phát sinh sự tình khác, bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, đều đuổi tới vị trí này, Trần Phỉ tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương đào tẩu. Hơn 1.000 dặm Nói xa thì không xa, nhưng muốn trong thời gian ngắn vượt qua cũng không dễ dàng, mà lại đối phương cũng đang phi hành chạy trốn, lấy Trần Phỉ tốc độ bay đuổi theo, đều cần một đoạn thời gian tương đối dài. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, thần hồn bên trong địa thủy hỏa phong trong nháy mắt nhóm lửa, lực lượng cuồng bạo quét sạch Trần Phỉ toàn thân, Trần Phỉ nhìn về phía trước, chắp tay trước ngực hướng về phía trước nhô ra, tiếp lấy lòng bàn tay toàn bộ hướng ra phía ngoài, ngón tay uốn lượng bỗng nhiên khẽ chụp. Một đạo gợn sóng từ sông trưởng vị trí dập dần mở không gian chung quanh nổi lên nếp uống. Trần phỉ cái này một động tác đơn giản, chế trụ chính là vết nứt không gian. Theo trần phỉ quát khẽ một tiếng, hai tay bắt đầu ra sức, một đầu nhỏ xíu màu đen khe hở không gian xuất hiện tại trần phỉ phía trước. Lực lượng tinh khủng tại màu đen khe hở không gian bên trong lưu chuyển, phản phất sau một khắc, liền sẽ đem trần phỉ thân thể vỡ nát. Trần phỉ mí mắt khẽ nâng, không có nếm thử đem khe hở không gian tiếp tục mở rộng, không nói trước trần phỉ có hay không cổ lực lượng kia, mặc dù có trần phỉ cũng sẽ không đi làm bởi vì một khi thật xuất hiện không ổn định khe hở không gian cái thứ nhất xui xẻo chính là chính trần phỉ loại lực lượng kia không phải dung đạo cảnh có thể đối kháng quy khư giới không gian kiên cố khó có thể tưởng tượng dung đạo cảnh gần như không có khả năng dùng mang lực đem không gian bình chướng đánh nát thậm chí là đánh ra vết nứt không gian đều là khó mà làm được chỉ có thể dùng một chút đặc thù kỹ xảo giống như hiện tại trần phỉ chỉ dựa vào mang lực Trần Phỉ cũng làm không được. Chỉ có khai thiên cảnh, địa thủy hỏa phong bốn loại thứ cấp quy tắc dung luyện cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng cường đại, mới có thể đối quy khư giới không gian bình chứng sinh ra lớn ảnh hưởng. Trần Phỉ giờ phút này làm ra một đầu nhỏ bé vết nứt không gian, chỉ là vì càng nhanh hơn đi đường. Khai thiên cảnh cường giả, cho dù không có lĩnh ngộ không gian quy tắc, nhưng ở tốc độ bay bên trên, cũng xa xa vượt qua dung đạo cảnh, cũng bởi vì bọn hắn dùng một loại khác phương pháp độn hành loại phương pháp này chính là dùng địa thủy hỏa phong lực lượng tại không gian khe hở bên trong mở ra một đầu đặc biệt lộ tuyến cùng truyền tống trận có chút giống nhau nhưng truyền tống trận phải đi qua thời gian dài lộ tuyến nghiệm chứng lựa chọn ổn định khe hở không gian mỗi một đầu truyền tống trận bắt đều cần hao phí cực lớn tâm lực đương nhiên nếu như có thể đã thông một đầu truyền tống tuyến đường về sau lại bắt cái khác truyền tống tuyến đường thời điểm liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều mà khai thiên cảnh cường giả không cần cho dù một chút khe hở không gian không ổn định, nhưng bọn hắn lực lượng đủ để ngăn chặn ở loại này không gian gần sóng. Loại này đi đường phương thức, nhân tộc trong truyền thừa tự nhiên không tồn tại, mà là vu mông tộc cửu thiên tinh sát bên trong, có hơi đề cập tới. Trần Phỉ không phải khai thiên cảnh, nhưng có nhóm lửa địa thủy hỏa phong lực lượng, mà lại lĩnh ngộ chủ yếu quy tắc mảnh vỡ là không gian, vốn là có tại không gian khe hở bên trong na di năng lực, chỉ bất quá khoảng cách quá ngắn. Cả hai điệt gia dưới, để trần phỉ có được sử dụng loại này động hành phương thức năng lực trần phỉ hai tay hướng về sau phủi đi không gian xung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến hóa khe hở không gian bên trong áp lực cực lớn rơi vào trần phỉ trên thân thể không gian thứ cấp quy tắc địa thủy hỏa phong lực lượng cùng bền bỉ thể phách để trần phỉ kháng trụ của lực lượng này cọ rửa trần phỉ hai tay buông ra đều không cần cảm ứng trong lòng bàn tay ấn ký vẻn vẹn tâm thần cảm giác liền đã bắt được mấy trăm dặm một cái băng tộc dung đạo cảnh trung kỳ một cái dịch chuyển không gian, Trần Phỉ đi về phía trước ngàn dặm có thừa, tốc độ này, một chút dung đạo cảnh đỉnh phong chỉ sợ đều muốn theo không kịp. Bên ngoài mấy trăm dặm, hô mãn một chút quay đầu, cảm giác được bên ngoài mấy trăm dặm đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Càng mấu chốt chính là, từ lòng bàn tay ấn ký cộng minh bên trên nhìn, rõ ràng chính là vừa rồi một mực cùng hắn cộng minh cái kia quỷ tộc A, đối phương là thế nào làm được, trong nháy mắt vượt qua một nghìn dặm khoảng cách. Mà lại giờ phút này song phương cách xa nhau mấy trăm dặm, hô mãn cảm giác được đối phương tự hồ cũng không phải là quỷ tộc dung đạo cảnh lần này đều không phải là trong lòng cảm giác cổ quái không cổ quái mà là đối phương tuyệt đối có vấn đề lớn thật sự có chủng tộc khác bắt chước được quỷ tộc neo định ấn ký đây là làm sao làm được vô số nghi vấn xuất hiện tại hô mãn trong lòng hô mãn cảm giác được có chút kinh hoảng điên cuồng hướng về phương xa độn hành mà đi nhưng vừa mới bay ra vài dặm hô mãn thân hình không khỏi cứng đờ nhìn thấy phía trước hơn 10 dặm chỗ, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Nhân tộc Trần Phỉ, hô mãn nhìn phía xa bóng người bộ dáng, ban đầu ở vu mông tộc cương vực bên trong, hô mãn xa xa gặp qua cái này nhân tộc Thiên Kiêu, lại bây giờ băng tộc nội bộ, cũng vẫn luôn có lưu truyền Trần Phỉ bộ dáng cùng khí tức đặc thù. Cho nên chỉ một cái liếc mắt, hô mãn liền nhận ra đạo thân ảnh này thân phận. Bắt trước được quỷ tộc neo định ấn ký, từ 3.000 dặm bên ngoài một mực cùng hắn ấn ký cộng minh, bây giờ càng là trực tiếp vượt qua hơn một ngàn dặm đuổi tới phía trước hắn đây là nhân tộc cái kia dung đạo cảnh sơ kỳ thiên kiêu trông thấy trần phỉ xuất hiện hô mãn trong đầu nghi hoặc chẳng những không có yếu bớt ngược lại trở nên càng nhiều đồng thời thần hồn bắt đầu điên cuồng cảnh báo bởi vì trần phỉ giờ phút này tản ra sát ý hoàn toàn không còn che giấu hô mãn con mắt tả hữu chuyển động sau một khắc lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên nổ tung đúng là không chút do dự thi triển ra cấm pháp đồng thời thân hình hướng phía chéo phía bên trái di động ở phương vị nào một nghìn dặm bên ngoài hô mãn cảm giác được đồng tộc dung đạo cảnh ba động trần phỉ ngẩng đầu nhìn hô mãn đưa tay trái ra lòng bàn tay có chút nắm chặt hô mãn vừa muốn di động thân thể một chút cứng lại ở giữa không trung bên trong vô tận không gian cự lực khuyên tả tại trên người hắn để hô mãn căn bản bất lực động đầy trần phỉ hướng về phía trước phóng ra một bước thân hình biến mất không thấy gì nữa thời điểm xuất hiện lại đã trước mặt hô mãn ngươi đến cùng là ai Hô mãn nhìn xem Trần Phỉ, kinh thanh hô. Hô mãn không tin người trước mắt là nhân tộc Trần Phỉ. Khi Trần Phỉ thiên tư tung hoành, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, lại như thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Trần Phỉ nhìn xem hô mãn, không có trả lời, tay trái nắm chặt, bàn bạc lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hô mãn ngay cả phản kháng đều không thể làm được, trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ. Không gian này trói vết, đối với dung đạo cảnh hậu kỳ phía dưới, thật sự là quá mức dùng tốt. Hoặc là nói, lúc trước Trác Minh vĩnh dốc hết tâm huyết sáng tạo ra âm ảnh phượt sát, tinh diệu dị thường. Nhưng chỉ có thể ở lúc mấu chốt sử dụng, ít nhiều khiến có kết thúc hạn tính. Bây giờ tại trần phỉ tinh vi điều khiển không gian quy tắc dưới, để cái này thức chiêu pháp có được hoàn toàn khác biệt tư thái cùng uy lực. Trần phỉ vận chuyển thanh đồng phù văn, bắt đầu cướp đoạt hô mãn thiên tư, một đạo linh quan tràn vào trần phỉ mi tâm ở trong cảm giác mát rượi chỉ ở thần hồn bên trong hiện lên một cái chớp mắt, tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Phỉ Thiên Tư hơi tăng lên một tia, thậm chí khả năng không có tăng lên, dù sao Trần Phỉ bây giờ ngộ tính đã viễn siêu dung đạo cảnh. Trần Phỉ sớm có chuẩn bị tâm lý, đưa tay trái ra điểm trúng trước mắt huyết vụ, thi triển thị thần độc thần hồn mảnh vỡ bên trong nội dung. Một lát sau, Trần Phỉ thu hồi tay trái, một đoàn linh túy đi theo tay trái thoát ly khỏi huyết vụ. Sau một khắc, linh túy băng tán, nồng đậm linh cơ tự nhiên bên trong một phát ra. Hải lượng cảm ngộ xuất hiện tại trần phỉ ngay trong thức hải, mấy hơi về sau, cảm ngộ biến mất, trần phỉ thần hồn ở trong quy tắc mảnh vỡ tăng lên một chút. Trần phỉ quay đầu nhìn về phía bên cạnh, hô mãn cảm giác được có băng tộc dung đạo cảnh ba động, trần phỉ tự nhiên cũng cảm giác được. Trần phỉ một tay chuyển, không gian chung quanh kịch liệt biến ảo. So sánh vừa rồi cần hai tay chuyển, Giờ phút này Trần Phỉ lại tiến hành loại này khoảng cách dài dịch chuyển không gian, đã có trên kỹ xảo biến hóa. Cũng không nhất định muốn đem khe hở không gian kéo ra lớn như vậy, bởi vì tại không gian quy tắc hiểu được ưu thế, Trần Phỉ chỉ cần nhóm lửa địa thủy hỏa phong, kháng trụ khoảng cách dài bên trong khe hở không gian áp lực, liền có thể tiến hành chuyển di. Không gian biến ảo đình chỉ, Trần Phỉ phía trước hơn 10 dặm bên ngoài, đang có ba cái băng tộc dung đạo cảnh quay đầu nhìn về phía bên này, một cái dung đạo cảnh hậu kỳ, hai cái dung đạo cảnh trung kỳ đồng thời bàn bạc bà công kích sớm đã phô thiên cái địa vọt tới, đem Trần Phỉ phương viên một dặm bên trong toàn bộ bao phủ, không lưu mảy may tránh né chỗ trống. Dịch chuyển không gian thời điểm, không gian chập trùng động tỉnh quá mức rõ ràng. Chân chính khai thiên cảnh có thể làm được nhượng vật mảnh im ắng, bây giờ Trần Phỉ có thể tiến hành dạng này dịch chuyển không gian, cũng đã là rất không tầm thường. Về phần không gian chập trùng quá lớn vấn đề này, đối với Trần Phỉ mà nói, cũng không tính cái gì. Bành, Trần Phỉ một trưởng, liền đem đầy trời băng nhận đánh nổ. Lộ miễu ba cái bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt, đến giờ phút này, bọn hắn đã sớm thấy rõ người trước mắt là ai. Không phải liền là trước đó thanh danh vang vọng các tộc nhân tộc thiên kiêu Trần Phỉ sao, nhưng vừa rồi một chưởng kia, xem như chuyện gì xảy ra, Trần Phỉ nhìn xem lộ miễu ba cái, thân hình chấp động, đi thẳng tới ba cái băng tộc dung đạo cảnh trước mặt. Thuẩn, lộ miễu thân là dung đạo cảnh hậu kỳ, nhạy cảm độ xa so với bên cạnh hai cái đồng tộc mạnh hơn nhiều, vừa nhìn thấy Trần Phỉ biến mất, lộ miểu theo bản năng trước hết thi triển ra một cái phòng ngự chiêu thức. Băng tộc mặt khác hai cái dung đạo cảnh trung kỳ, phản ứng cũng không gọi được trên lệch, gần như đồng thời thi triển cấm pháp, tại lực lượng bạo tăng tình huống dưới, một đao một kiếm chém về phía phía trước. Công thủ thỏa đáng, băng tộc ba cái dung đạo cảnh, giờ khắc này cho thấy đầy đủ cao chiến đấu lâm tràng phản ứng. Nhưng, hết thảy tất cả, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là hư ảo, không gian trói giết thực hiện cự lực, đem hai cái băng tộc dung đạo cảnh trung kỳ cưỡng ép khóa tại trong giữa không trung một đao kia một kiếm căn bản không kịp rơi xuống liền cứng lại ở giữa không trung bên trong cứ việc hai cái băng tộc dung đạo cảnh trung kỳ điên cuồng giải dụa nhưng cũng chỉ là để đao kiếm di chuyển về phía trước mấy phần mà cái này đã là lớn nhất cực hạn trần phỉ không nhìn hai cái băng tộc dung đạo cảnh trung kỳ con mắt nhìn xem lộ miễu sát thần trạng thái từ chuyển di không gian đến bây giờ vẫn duy trì lấy bên ngoài thân vô số màu đen lôi điện sen lẫn lấp lóe càng nguyên kiếm hóa thành một đạo hắc mang chém về phía lộ miễu không nhóm lửa địa thủy hỏa phong trần phỉ bây giờ cũng có thể dép dung đạo cảnh hậu kỳ giống như lúc trước chém dép vu mông tộc vu hạm nhưng này dạng khả năng liền muốn dùng nhiều phí một chút công phu bây giờ phệ linh trùng tại bên ngoài mấy vạn dặm truy đuổi nơi này cũng không phải là an ổn chi địa nếu muốn dép đủ nhiều băng tộc quỷ tộc dung đạo cảnh cứu những người khác tộc tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng Quanh, càng nguyên kiếm tồi khô lạp hũ chém vỡ băng thuẫn tiếp lấy tiến quân thần tốc trảm tại lộ miễu vô ý thức về đỡ tuyệt lan trên ngòi bút tuyệt lan bút về đỡ quá mức vội vàng lộ miễu hoàn toàn không nghĩ tới trần phỉ có thể như thế dễ như trở bàn tay trói buộc chặt hai cái đồng tộc dung đạo cảnh trung kỳ đồng thời còn một kiếm chém vỡ hắn thi triển băng phong thuẫn bên trên này thuẫn giúp lộ miễu cản qua các tộc dung đạo cảnh hậu kỳ công kích mạnh nhất một cái cũng chỉ bất quá đem băng phong thuẫn đánh nát chưa hề có một cái đế tôn phía dưới dung đạo cảnh có thể trong nháy mắt đánh băng hắn băng phong thuẫn quá nhiều ngoài ý liệu mà bây giờ cho dù là kịp thời về đỡ tuyệt lan bút cũng vẫn là ngăn cản không nổi càng nguyên kiếm cảm giác càng nguyên kiếm bên trên không thể hình dung cự lực lộ miệu ánh mắt bên trong không tự chủ được lộ ra vẻ tuyệt vọng đây là dung đạo cảnh trung kỳ đây là nhân tộc kia trần phỉ đây là có thể so với đế tôn vĩ lực a quanh càng nguyên kiếm đè ép tuyệt lan bút trảm tại lộ miễu trên thân thể lộ miễu thân thể rung lên hai mắt nhìn chằm chằm trần phỉ tiếp lấy một chút bạo thành huyết vụ lộ miễu hai bên hai cái dung đạo cảnh trung kỳ con mắt không tự chủ được trừng lớn bọn hắn nhìn thấy cái gì dung đạo cảnh hậu kỳ bị cái này nhân tộc trần phỉ một chiêu trảm diệt rồi trần phỉ ánh mắt đảo qua bên cạnh hai cái dung đạo cảnh trung kỳ không gian trói vết lực lượng bộc phát hai cái băng tộc dung đạo cảnh trung kỳ đồng dạng bạo thành huyết vụ trần phỉ vận chuyển thanh đồng phù văn bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm của mình. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Phỉ xuất hiện tại 5.000 dặm bên ngoài, chém giết hai cái dung đạo cảnh trung kỳ quỷ tộc. Gặp thần bất diệt dự cảnh, bởi vì Trần Phỉ dừng lại săn giết băng tộc quỷ tộc, cùng phệ linh trùng khoảng cách ngược lại bị rút ngắn. Đồng thời, tại cách xa nhau mấy trăm dặm thời điểm, Trần Phỉ nhìn thấy một cái dung đạo cảnh hậu kỳ người nhặt rác dẫn đầu tiểu đội. Hợp lại hết thảy có sáu cái dung đạo cảnh, ở trong hai cái dung đạo cảnh hậu kỳ, còn lại bốn cái toàn bộ đều là dung đạo cảnh trung kỳ. Trần Phỉ nhìn người nhặt rác này tiểu đội một chút, tiếp lấy quay người chạy trốn, hướng phía chạch hướng vệ linh trùng quần thể phương hướng bay đi. Vệ linh trùng quần thể ở hậu phương một mực truy rất căng, bây giờ chỉ còn lại vạn dặm tả hữu. Vệ linh trùng có được không gian quy tắc thiên phú, quần thể hành động thời điểm, chẳng những có thể lấy tương hỗ chia sẻ tổn thương, còn có thể tương hỗ mượn dùng lực lượng, chính vì vậy bình thường dung đạo cảnh nếu như trước đó không có phát hiện phệ linh trùng muốn bỏ chạy căn bản là không kịp hậu phương người nhặt rác tiểu đội trần phỉ đọc qua hình cũng ba cái người nhặt rác thần hồn mảnh vỡ cho nên cũng không lạ lẫm song tử tinh đây là hậu phương người nhặt rác tiểu đội hai cái dung đạo cảnh hậu kỳ xưng hào tên thật là nhiễm tấn cùng nhiễm lâu bọn hắn nguyên lai chính là sông bào thai từ nhỏ tâm ý tương thông lại thiên tư cực cao một phần võ học cảm ngộ hai cái thậm chí có thể tương hỗ truyền. Một cái học xong tương đương với một cái khác cũng hoàn toàn học được. Tăng thêm đầy đủ cao thiên tư, cái này khiến nhiễm tấn hai cái nhanh chóng trưởng thành. Nhưng về sau vì càng nhanh tu luyện, nhiễm tấn hai mới bắt đầu rút ra những sinh linh khác hồn phách tu luyện, cuối cùng bị đuổi giết, không thể không trốn vệ linh trùng bên trong, tìm kiếm che chở. Bởi vì đầy đủ cao thiên tư, nhiễm tấn hai cái tại bị vệ linh trùng ký sinh về sau, hỗ trợ lẫn nhau dưới, đúng là để hai cái đột phá đến dung đạo cảnh hậu kỳ chi cảnh nhiễm tấn hai cái từ khi gia nhập người nhặt rác rút ra những sinh linh khác hồn phách sự tình làm càng phát không kiên nể gì cả chỉ cần không treo chọc đến những cái kia đỉnh tim chủng tộc bọn hắn đều không sợ hãi tựa như là hát thạch vực gần nhất thịnh truyền nhân tộc kia thiên kiêu thiên tư đoán chừng còn có thể nhiễm lâu nhìn về phía mình ca ca đoán chừng thiên tư còn có thể rút ra ra hồn phách hẳn là có thể để chúng ta tu vi tăng tiến một chút. Nhiễm tấn nhếch miệng nở nụ cười, tiếp lấy thân hình chấp động, hướng thẳng đến trần phỉ phương hướng đuổi theo. Vì sao rút ra sinh linh hồn phách, bởi vì cái này trực tiếp có thể trợ bọn hắn tu luyện. Nhiễm tấn hai cái tại một lần cổ mộ đào móc bên trong, đạt được một bộ bí pháp, lấy sinh linh hồn phách tiến hành tu luyện. Thiên tư càng tốt, rút ra ra hồn phách tu luyện hiệu quả càng tốt. Nhiễm tấn hai cái tu luyện đến nay, Bất quá thời gian ngàn năm dựa theo bây giờ tiết tấu, lại có trăm năm, nhiễm tấn hai cái ắt có niềm tin đột phá đến dung đạo cảnh đỉnh phong. Tương lai khai thiên cảnh, chưa hẳn không có hai anh em họ phần, Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua nhiễm tấn sáu cái người nhặt rác, tiếp tục hướng phía rời xa phệ linh trùng phương hướng phi hành. Chưa tới một khắc đồng hồ, nhiễm tấn sáu cái người nhặt rác khoảng cách Trần Phỉ đã không đủ trăm dặm xa. Ha ha ha, lưu lại đi, dáng dấp như vậy túng tiếu, để lão nương nếm cái tư vị a cam nỉ vốn là diễm lệ trên gương mặt, bỗng nhiên vỡ ra hơn 10 đạo khe hở, tiếp lấy mười mấy con con mắt bỗng nhiên mở ra. Hơn 10 đạo tản ra điên loạn khí tức tia sáng, vượt ngang hơn trăm dặm, bao phủ hướng về phía trần phỉ. Trần phỉ thân hình không ngừng lấp lóe, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly cái này hơn 10 đạo tia sáng truy kích, cuối cùng bị một chút đánh trúng, thân hình đứng thẳng bất động, từ trên bầu trời rơi xuống. Ha ha ha, đầu, ta còn không có hưởng qua nhân tộc là tư vị gì, trước cho ta chơi đùa cam nỉ trên gương mặt lít nha lít nhít con mắt không ngừng chớp động trong ánh mắt tràn đầy cảm giác hưng phấn nhục thân có thể thần hồn đừng làm đục ngầu là được nhiễm lâu nhẹ gật đầu không có phản đối hì hì ha ha cam nỉ phát ra bén nhọn tiếng cười chói tai quần áo trên người bắt đầu tản ra mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trên da đồng dạng hiện đầy con mắt giờ phút này toàn bộ tại hưng phấn không ngừng chớp động cam nỉ đi vào trần phỉ trước người một tay chụp tới Trần Phỉ cái cổ, trên gương mặt mười mấy khỏa con mắt đã biến thành huyết hồng sắc. Trần Phỉ vốn là đứng thẳng bất động thân hình, một chút xoay chuyển, mắt lạnh nhìn Cam Nỉ. Cam Nỉ khẽ giật mình, trong lòng vừa phát ra không ổn suy nghĩ, Trần Phỉ đã một chưởng quạt tới. Quanh, Cam Nỉ đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể rung lên, lui về phía sau một bước. T, vệ linh trùng bén nhọn xúc giác từ Cam Nỉ cái cổ vị trí đâm ra, tê minh thanh vang vọng bốn phía cam nỉ không chết, cho dù bị đánh nát đầu lâu. Thương thế trên đại thể cùng cái khác dung đạo cảnh đã mất đi cánh tay, mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không trí mạng. Cái này cùng cam nỉ đặc thù tu luyện công pháp, cùng tự thân chủng tộc đặc tính có quan hệ. Lấy trần phỉ tầm mắt, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cam nỉ tình huống, đánh nát cam nỉ đầu lâu, chỉ là để an tĩnh lại, chỉ thế thôi. Trần phỉ không nhìn phệ linh trùng tê minh, quay đầu nhìn về phía nhiễm tấn mấy cái, đã tới gần gần đến 100 dặm, về khoảng cách đã đủ. Sau một khắc, hắc mang từ trần phỉ trong con mắt hiện lên, nhiễm tấn mấy cái biến mất không thấy gì nữa, bao quát trần phỉ trước mắt cam nỉ. Trần phỉ hướng về phía trước phóng ra một bước, đồng dạng biến mất ở giữa không trung. Giết những này bị ký sinh người nhặt rác, tự nhiên vẫn là tại thương khu vực bên trong an toàn nhất, không phải một khi bị tiêu ký, trần phỉ cho dù có thể một bước ngàn dặm, nhưng ở hắc thạch vực bên trong cũng không yên ổn thời điểm mà lại nếu là dẫn tới khai thiên cảnh vệ linh trùng truy sát trần phỉ đoán chừng đều chạy không thoát a à, giết hắn đầu mau giết hắn ta muốn hắn chết thương khu vực bên trong cam nỉ đầu lâu còn không có một lần nữa mọc ra phần bụng vị trí đã nứt ra một đường vết rách điên cuồng thanh âm từ giữa phát ra cam nỉ là không chết nhưng đầu lâu vỡ vụn để ký sinh vệ linh trùng mỹ là ngoại giới phát sinh biến hóa giờ phút này ngay tại điên cuồng rút ra cam nỉ tinh khí thần hồn để thời khắc này cam nỉ cực đoan thống khổ. Nhiễm tấn hai cái dung đạo cảnh hậu kỳ không nói gì, mà là cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bị đột nhiên kéo vào nơi này, thậm chí đều không thể phản kháng, cái này khiến nhiễm tấn hai cái trong lòng cảm giác được bất an. Kỳ thật đương trần phỉ một trưởng vỗ nát cam nỉ đầu lâu thời điểm, nhiễm tấn hai cái liền đã cảm giác được không thích hợp. Dù sao trần phỉ cái này nhân tộc, tại trong truyền thuyết chỉ là dung đạo cảnh sơ kỳ, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm đánh nát cam nỉ đầu lâu cam nỉ tính tình điên loạn nhưng cảnh giới dung đạo cảnh trung kỳ là thật tu luyện ra được lại trên dưới quanh người mấy trăm con mắt để đối công kích cảm ứng cực kỳ nhạy cảm cùng giai dung đạo cảnh trung kỳ muốn làm bị thương cam nỉ đều không phải là một chuyện dễ dàng chớ nói chi là bị dạng này không có chút nào sức đề kháng đánh nát đầu lâu chỉ là nhiễm tấn mấy cái vừa cảm giác được không thích hợp liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa Trần Phỉ thân ảnh xuất hiện tại Cam Nỉ bên cạnh, Cam Nỉ điên cuồng tiếng trống giận dữ im bặt mà dừng, mấy trăm con mắt cùng nhau nhìn về phía Trần Phỉ, tiếp lấy bộc phát ra hào quang chói mắt, toàn bộ đâm về phía Trần Phỉ. Trần Phỉ liếc qua Cam Nỉ, không gian dây xích bỗng nhiên xuất hiện tại Cam Nỉ bên người, đem nó tầng tầng phong tỏa liên đới lấy Cam Nỉ phát ra mấy trăm đạo quang mang, đều bị cưỡng ép ngăn ở không gian trói vết ở trong. Thành nhảy ranh, ngươi dám, Nhiễm Tấn cùng Nhiễm Lâu hai cái, nhìn thấy Trần Phỉ xuất hiện, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại, đã trước mặt Trần Phỉ. Thông qua vừa rồi ngắn mũi quan sát, nhiễm tấn hai cái có thể cảm giác được nơi xa bình chướng bên trong, ẩn chứa bàn bạc lực lượng, muốn đánh nát, sợ là cực kỳ gian nan. Cái này đoán chừng là một loại không gian chí bảo, có thể đem đối thủ kéo vào trong đó. Trên bản chất, có chút cùng loại với đạo khí bên trong không gian. Nhưng đạo khí bên trong không gian, khốn không được cùng gia dung đạo cảnh, thật muốn đem đối thủ khốn nhập trong đó, lớn nhất khả năng ngược lại là đạo khí từ nội bộ bị đánh bạo. Nhiễm tấn bọn hắn không biết trần phỉ cái này nho nhỏ nhân tộc, đến cùng từ nơi nào đạt được dạng này không gian chí bảo, nhưng bây giờ chỉ cần đem trần phỉ giết, loại này phong tỏa tự sụp đổ. Dù sao mạnh hơn bảo vật, cũng cần người tu hành đến trưởng khống. Người tu hành chết rồi, tự nhiên hết thảy đều không. Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía nhiễm tấn hai cái, giữa song phương không gian bỗng nhiên bành trướng, nhìn như liền vài thứ khoảng cách, nhưng kỳ thực giờ phút này song phương cách xa nhau tối thiểu hơn 10 dặm. Dung đạo cảnh trung kỳ Hừ, cảm giác Trần Phỉ Thi triển ra không gian quy tắc ba động cường độ, nhiễm tấn trong lòng hơi thả lỏng thở ra một hơi. Không gian này thứ cấp quy tắc điều khiển, xác thực tinh diệu dị thường, lấy xảo phá xảo, nhiễm tấn thật đúng là không có chút tự tin nào. Nhưng hắn là dung đạo cảnh hậu kỳ, trực tiếp lấy tự thân trưởng khống quy tắc sông ngang quá khứ, tự nhiên là có thể phá giải. Nhiễm lâu không nói gì, trong tay xương hồn đao dơ cao, sau một khắc, lạnh bạch đao quang đụng vào trước mắt bành trướng không gian, để không gian này bắt đầu lỡ, một chút khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Nhiễm tấn cầm trong tay xương phách đao, tại nhiễm lâu công tiếp rơi xuống sát na, đồng dạng chém ra một đao. Nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái, không chỉ có công pháp sở tu giống nhau, liền liền trong tay đạo khí đều là cùng nhau rèn đúc ra, giờ phút này hai cái hợp tích, điệt gia cùng một chỗ, có được cơ hồ ba cái dung đạo cảnh hậu kỳ uy năng. Trần Phỉ lông mày khẽ nhúc nhích, cái này nhiễm tấn hai cái có thể tại lớn như vậy người nhặt rác quần thể bên trong, đánh ra danh hào của mình, quả thật có vững chắc thực lực. Trần Phỉ cố ý điều khiển không gian quy tắc, là bởi vì tại hình cũng trong trí nhớ, nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái, lĩnh hội vừa vặn cũng là không gian thứ cấp quy tắc bên trong một loại. Nhưng cụ thể là loại nào không gian thứ cấp quy tắc, hình cũng cũng không biết, bởi vì biết đến dung đạo cảnh, cơ bản đã chết rồi. Trần Phỉ bây giờ nắm giữ ba loại không gian thứ cấp quy tắc, lần trước cướp đoạt ba con phệ linh trùng bộ phận thiên tư về sau, để Trần Phỉ mơ hồ trông thấy, hoàn chỉnh không gian chủ quy tắc, hẳn là từ năm loại thứ cấp quy tắc tạo thành. Trần Phỉ nếu như tương lai muốn trưởng khống hoàn chỉnh không gian quy tắc, hai loại khác không gian thứ cấp quy tắc tự nhiên là muốn bắt đầu tìm hiểu tới. Nhưng không có cụ thể công pháp, vẻn vẹn dựa vào nhân tộc tự thân đặc tính, cái này sợ là xa xa khó vời. Nếu như nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái, lĩnh hội không gian thứ cấp quy tắc, là trần phỉ chưa từng học qua cái chủng loại kia khi trần phỉ đợi lát nữa ra tay giết nhiễm tấn hai cái thời điểm ra tay liền muốn có một ít phân tích thị thần năng lực này có thể đọc đến bao nhiêu thần hồn mảnh vỡ cùng đối thủ thần hồn độ hoàn hảo vẫn có một ít liên quan giờ phút này theo nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái bổ ra lưỡi đao bài trừ không gian bành trướng trần phỉ cũng thấy rõ hai cái nắm giữ không gian thứ cấp quy tắc chi tiết không phải trần phỉ nắm giữ ba loại không gian thứ cấp quy tắc bên trong một loại chỉ một điểm này đối với Trần Phỉ mà nói, cũng đã đầy đủ. Ken, kim loại cực hạn vạn vẹo thanh âm vang lên, Trần Phỉ cầm trong tay càng nguyên kiếm, vững vàng chặn nhiễm tấn hai cái lưỡi đao, thân thể không hề động một chút nào. Cho dù không nhóm lửa địa thủy hỏa phong, dựa vào Trần Phỉ bây giờ trấn thương khung thể phách, còn có điều tu công pháp độ thuần thục, cùng tới gần dung đạo cảnh hậu kỳ quy tắc mảnh vỡ. Nhiễm tấn hai cái dung đạo cảnh hậu kỳ, muốn đối Trần Phỉ tạo thành tổn thương gì, là tuyệt đối chuyện không thể nào đương nhiên đối mặt loại này tâm ý tương thông hai cái dung đạo cảnh hậu kỳ không thể hiện ra gần như đế tôn lực lượng trần phỉ muốn chém dép nhiễm tấn hai cái cũng rất khó làm được cuối cùng đại khái xuất là đem nhiễm tấn hai cái cho mài chết nhưng này dạng tốn hao thời gian cũng quá nhiều nhìn xem trần phỉ dễ như trở bàn tay tiếp được bọn hắn công kích nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái thần sắc đại biến trần phỉ giờ phút này triển lộ ra khí tức vẫn là dung đạo cảnh trung kỳ nhưng dung đạo cảnh trung kỳ làm sao có thể ngăn trở hai người bọn họ hợp lực chém vào. Chính là dung đạo cảnh hậu kỳ, đối mặt bọn hắn hợp kích, cũng muốn thụ thương lui lại, thực lực hơi yếu một chút, trực tiếp trọng thương sắp chết cũng không phải chuyện không thể nào. Nhưng làm sao đến cái này nho nhỏ nhân tộc nơi này, liền biến thành dạng này, một bên bản đang liều mạng giải dụa cam nỉ, nhìn thấy trước mắt một màn theo bản năng đình chỉ giải dụa, trên thân mấy trăm con trong ánh mắt con ngươi kịch liệt co vào. Làm cái này nhặt ve chai tiểu đội một viên, Cam Nĩ tự nhiên mười phần hiểu rõ mình hai cái đội trưởng có được dạng gì thực lực. Chết tại nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái trong tay dung đạo cảnh hậu kỳ, nhiều năm như vậy, tối thiểu sáu cái trở lên, ở trong đại bộ phận dung đạo cảnh tu vi đều so nhiễm tấn hai cái cao. Nhưng nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái tâm ý tương thông, công kích có thể dung hợp lẫn nhau, bộc phát ra uy lực mạnh hơn, bình thường dung đạo cảnh hậu kỳ, khó mà là nhiễm tấn hai cái đối thủ. Kết quả bây giờ, bị một cái nhân tộc dung đạo cảnh trung kỳ, cho tùy tiện chặn, cam nỉ như thế, mặt khác ba cái dung đạo cảnh trung kỳ người nhặt rác, giờ phút này trong lòng cũng tràn đầy chấn động. Bọn hắn muốn chạy tới hỗ trợ, hợp lực đem Trần Phỉ chém giết. Nhưng bọn hắn cùng Trần Phỉ ở giữa không gian sớm đã bành trướng, nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái có thể bằng vào mạnh hơn quy tắc lực lượng, cưỡng ép đánh vỡ Trần Phỉ không gian bành trướng. Bọn hắn cùng Trần Phỉ cùng là dung đạo cảnh trung kỳ, căn bản là làm không được chuyện giống vậy cho nên giờ phút này bọn hắn cùng Trần Phỉ ở giữa khoảng cách, vẫn đang đếm 10 dặm trở lên, cho dù địa mấy khoảng cách, đối với dung đạo cảnh mà nói không đáng kể chút nào, thậm chí công kích từ xa đều có thể đánh tới. Nhưng chung quy, là cần một chút thời gian, mà những thời giờ này, đã đầy đủ Trần Phỉ thi triển công kích của mình. Thần hồn bên trong, Trần Phỉ trực tiếp điểm đốt địa thủy hỏa phong quy tắc mảnh vỡ, đen nhánh như vực sâu lôi điện tại Trần Phỉ bên ngoài thân lan tràn, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập Trần Phỉ trên dưới quanh người nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái, tại chiêu thứ nhất hợp lực, đều không thể rung chuyển trần phỉ mảy may thời điểm, liền bắt đầu không chút do dự thi triển cấm pháp. Người nhặt rác quần thể, ngay cả bị phệ linh trùng ký sinh đều có thể tiếp nhận, liền có thể minh bạch những người nhặt rác này đều là tính tình như thế nào. Đối mặt tuyệt cảnh, hoàn toàn không thiếu liều mạng chi tâm, nên thi triển cấm pháp thời điểm, sẽ không chút do dự. Đương nhiên, nếu như có thể sống tạm, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn sống tạm, bằng không thì cũng sẽ không ở cùng đường mạc lộ tình huống dưới, lựa chọn bị phệ linh trùng nô dịch ngàn năm thời gian. Theo nhiễm tấn nhiễm lâu thi triển cấm pháp, hai cái khí tức trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời còn tương hỗ nối liền cùng một chỗ, hình thành mạnh hơn khí thế ép hướng về phía trần phỉ. Nhiễm tấn nhiễm lâu đem riêng phần mình lưỡi đao dơ cao, trong khoảnh khắc, một đạo hư ảo thiên tượng tại hai cái sau lưng hình thành, đúng là phệ linh trùng bộ dáng. Chỉ là cái này phệ linh trùng thiên tượng cùng phổ thông phệ linh trùng dài cũng không giống nhau, càng thêm uy vũ cùng dữ tợn để cho người ta nhìn xem không rét mà run im ắng tiếng gầm gừ từ phệ linh trùng thiên tượng bên trong nổ tung hướng phía trần phỉ nghiện ép mà tới đây là thần hồn công kích nhiễm tấn hai cái xương hồn đao cùng xương phách đao đến từ không biết tên chủng tộc hài cốt trải qua hơn trăm năm luyện hóa tạo thành bây giờ đạo khí ngày bình thường có thể đem tự thân thần hồn chi lực chứa đựng trong đó tại thời điểm cần thiết đem nó duy nhất một lần phóng xuất ra mà lại không cần lo lắng thần hồn của mình lọt vào phản vệ. Rống, trần phỉ bên tai, mơ hồ trong đó vang dội hoang cổ như cự thú tiếng gầm gừng, chỉ thế thôi. Sau một khắc, trần phỉ trong tay càng nguyên kiếm hóa thành hắc mang, trảm tại nhiễm tấn hai cái hợp tiếp trên lưỡi đao. Ken, tiếng nổ đùng đoàn vang vọng tứ phương, vệ linh trùng thiên tượng kịch liệt vạn vẹo, tiếp lấy tiêu tán trống không. Nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái sắc mặt trắng nhợt, một chùm huyết vụ phun ra, thân hình không tự chủ được lui về phía sau, toàn thân cơ bắp đều đang không ngừng rung động. Trần Phỉ chém ra một kiếm này, lực lượng quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng trình độ. Nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái, muốn vận dụng không gian của mình thứ cấp quy tắc, đem cổ lực lượng này trút xuống, lại phát hiện vô lượng như thế nào cũng trút xuống không xong. Nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái thần sắc, sớm đã từ vừa rồi thi triển cấm pháp giữ tận, biến thành bây giờ hoảng sợ. Nhân tộc này là chuyện gì xảy ra, đến bây giờ bày biện ra tới cảnh giới vẫn là dung đạo cảnh trung kỳ nhưng hết lần này tới lần khác bày ra chiến lực lại so với bọn hắn hợp lực còn mạnh hơn quá nhiều tựa hồ đã không thể so với những cái kia dung đạo cảnh đỉnh phong kém hơn bao nhiêu đương nhiên nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái cũng không có chân chính cùng dung đạo cảnh đỉnh phong giao thủ qua dù sao hai thực lực chênh lệch quá lớn nhưng là tại người nhặt rác quần thể bên trong là có dung đạo cảnh đỉnh phong nhiễm tấn hai cái gặp qua những cường giả kia xuất thủ qua giờ phút này cùng Trần Phỉ cho thấy, chỉ ở sàng sàng với nhau. Nhiều nhất chính là, những cái kia dung đạo cảnh đỉnh phong điều khiển quy tắc kỹ xảo cùng quy tắc cộng minh về sau, bộc phát ra lực lượng sẽ càng thêm tinh diệu. Trần Phỉ vừa rồi một kiếm kia, càng nhiều là một loại thuần túy lực lượng. Hai đến cùng ai cao ai thấp, nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái không phân biệt được, nhưng có một chút, bọn hắn biết, đó chính là hiện tại thật đến sinh tử đại kiếp thời điểm. Đối mặt có được loại lực lượng này Trần Phỉ, bọn hắn đánh không lại mà đánh không lại hạ tràng đó chính là chết nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái không muốn chết bọn hắn đã tu luyện tới dung đạo cảnh hậu kỳ lại có trăm năm thời gian dung đạo cảnh đỉnh phong dễ như trở bàn tay tương lai khai thiên cảnh chưa hẳn không có hai anh em họ một chỗ cắm dùi loại tình huống này bọn hắn như thế nào bỏ được chết đi a à, nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái ngửa mặt lên trời gào thét bản bởi vì thi triển cấm pháp đã bạo tăng một đoạn khí tức giờ phút này đúng là lần nữa tăng lên nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái nhìn chằm chằm trần phỉ ngọc thạch câu phần khốc liệt khí thế tràn ngập bốn phía sau một khắc nhiễm tấn hai cái thân thể bỗng nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nhiễm tấn hai cái thời điểm xuất hiện lại đã tại thương khung vực bình chướng chỗ đồng quy vu tận tư thế tự nhiên là làm bộ nhiễm tấn hai cái mục đích thực sự vẫn là chạy ra nơi này có thể sống tạm tuyệt sẽ không lựa chọn chịu chết năm đó ở chỗ kia mộ địa nhiễm tấn hai cái không chỉ có đạt được dùng sinh linh thần hồn tu luyện bí pháp, ở trong còn có một môn bỏ chạy chi thuật. Từ bỏ nhục thân, lấy huyết nhục làm lực lượng, chẳng những tốc độ bay cao kinh người, mà lại huyết nhục sau khi hòa tan lực lượng, còn có thể ăn mòn phong tỏa. Đại giới rất lớn, bình thường sinh linh không có huyết nhục, chỉ sợ ngay cả sống sót đều làm không được. Nhiễm tấn hai cái thân là dung đạo cảnh, thần hồn đã đầy đủ cứng cỏi, ngược lại là có thể trường kỳ tồn tại, nhưng một thân thực lực cũng sắp biến mất tám thành trở lên. Lại tương lai cơ hồ không có khôi phục khả năng, cả một đời cũng chỉ có thể như thế. Nhưng là cùng tự thân tính mệnh so sánh, những này ngược lại lộ ra râu ria. Bành, nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái nghĩa vô phản cố đâm vào thương khung vực bình chướng bên trên, bình chướng bên trên trần phỉ nguyên lực bị thiêu đốt, lộ ra bình chướng sau quy tắc mảnh vỡ. Nhiễm tấn hai cái huyết nhục thiêu đốt về sau, danh xưng nhưng ăn mòn hết thảy trở ngại, ngay cả quy tắc cũng không ngoại lệ, dù sao bọn hắn huyết nhục vốn là quy tắc thân thể, cũng ẩn chứa quy tắc. Nhưng giờ phút này theo huyết diễm không ngừng thiêu đốt, trước mắt quy tắc mảnh vỡ nhưng không có biến hóa chút nào, vẫn như củ ngăn ở trước mặt của bọn hắn. A, à, mở cho ta, Nhiễm Tấn Nhiễm lâu điên cuồng gầm thét, bắt đầu công kích thương khung vực bình chướng. Dung đạo cảnh hậu kỳ, thi triển cấm pháp, lại thiêu đốt huyết nhục, lực lượng như vậy tự nhiên là cường đại đến cực điểm, chỉ là tinh thông trấn thương khung ngưng tụ ra thương khung vực, bắt đầu chấn động nếu như không ai làm nhiễu, lấy nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái thời khắc này lực lượng, thật đúng là có thể đánh xuyên qua thương khung vực, mà thoát đi ra nơi này. Nhưng Trần Phỉ giờ phút này ngay tại vực nội, lại thế nào khả năng nhìn xem nhiễm tấn hai cái thoát ly khỏi nơi này? Trần Phỉ hướng về phía trước phóng ra một bước, đi thẳng tới nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái trước mặt, trong tay càng nguyên kiếm một lần nữa chém xuống. Nhiễm tấn hai cái trong nháy mắt dừng lại trong tay động tác, muốn di động đến địa phương khác, hạ quyết tâm không cùng Trần Phỉ cứng đối cứng, mà là tiếp tục tìm cơ hội chạy khỏi nơi này. Chỉ là nhiễm tấn hai cái vừa động, thương khung vực bình chướng bỗng nhiên biến hình, ngăn ở nhiễm tấn hai cái trước mặt. Nhiễm tấn hai cái kịp thời dừng lại thân hình, nhưng lại nghĩ hướng những vị trí khác chạy trốn thời điểm, càng nguyên kiếm đã rơi ở trước mặt bọn họ. Đối mặt loại này một lòng muốn chạy trốn dung đạo cảnh hậu kỳ, nếu như giờ phút này là tại ngoại giới, đối với Trần Phỉ mà nói, ít nhiều có chút phiền toái. Trần Phỉ bây giờ chiến lực toàn bộ triển khai, có thể so với trưởng khống một đầu thứ cấp quy tắc dung đạo cảnh đỉnh phong, nhưng cùng chân chính dung đạo cảnh đỉnh phong so sánh, tại quy tắc cùng điều khiển trên kỹ xảo, vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Trần Phỉ hiện tại càng nhiều dựa vào là lấy nhóm lửa địa thủy hỏa phong sau lực lượng làm khu động, phối hợp quy tắc của lực lượng thể phách, bộc phát ra nghiền ép hết thảy lực lượng. Loại này đối những cái kia cùng Trần Phỉ cứng đối cứng đối thủ, tự nhiên đánh một cái chuẩn. Nhưng gặp được loại này hơi gặp được một điểm không đúng liền nghĩ chạy dung đạo cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là so phổ thông dung đạo cảnh hậu kỳ mạnh rất nhiều đối thủ, liền có nhất định tính hạn chế. Cũng may, nơi này là thương khung vực. Nơi này, từ trần phỉ làm chủ, nhìn xem tránh cũng không thể tránh càng nguyên kiếm, nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái ánh mắt ở trong lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vì sao lại biến thành dạng này, thân là người nhặt rác, bọn hắn bình thường đi theo phệ linh trùng sau lưng, cướp bóc đốt giết, làm thế nào lợi ích lớn nhất, bọn hắn liền sẽ làm như vậy nhưng có một chút, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi treo chọc mạnh hơn chính mình, hoặc là bối cảnh thâm hậu. Giết người tộc cái này nho nhỏ dung đạo cảnh sơ kỳ, tuy là thiên kiêu, nhưng trong mắt bọn hắn, chính là tay cầm đem bóp một sự kiện. Nhưng sau cùng tình huống làm sao diễn biến thành dạng này, đến như thế tình trạng không thể vãn hồi. Mà lại cái này nhân tộc rõ ràng trông thấy trong cơ thể của bọn họ có phệ linh trùng, giấc bọn hắn tương đương với giấc phệ linh trùng, nhân tộc này liền không sợ bị phệ linh trùng quần thể truy phệ sao, nghi hoặc không cam lòng, không muốn, các loại cảm xúc hiện lên ở nhiễm tấn hai cái trong lòng, mà nhiễm tấn hai cái cuối cùng có thể làm cũng chỉ là liều mạng đem trong tay lưỡi đao ngăn tại trước người. Quanh càng Nguyên kiếm đè ép hai thanh lưỡi đao, trảm tại nhiễm tấn hai cái trên thân, huyết diễm trực tiếp bị đánh diệt, đồng thời diệt đi còn có nhiễm tấn hai cái sinh cơ. T, nhiễm tấn hai cái tinh khí thần bên trong phệ linh trùng phát ra chói tai gào thét âm thanh, nhưng bất quá dung đạo cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn phệ linh trùng căn bản là ngăn cản không nổi trần phỉ mũi kiếm, cũng bị cùng nhau trảm diệt. Từ phệ linh trùng thể nội tuôn ra một cơn chấn động, tại thương khung vực bên trong bốn phía dập dần. Trần phỉ không có để ý cam nỉ bốn cái người nhặt rác, thi triển thanh đồng phù văn, liên quan từ nhiễm tấn nhiễm lâu cùng phệ linh trùng vỡ vụn thần hồn bên trong, vọt tới trần phỉ trong mi tâm. Có chút nồng đậm thanh lương, tại trần phỉ thần hồn bên trong lan tràn. Trần phỉ thi triển phệ hồn, bắt đầu đọc nhiễm tấn hai cái thần hồn mảnh vỡ bên trong nội dung, bất quá một lát, Trần Phỉ đã tìm được mình cần nội dung. Nơi Sa Cam nỉ bốn cái dung đạo cảnh trung kỳ người nhặt rác, giờ phút này đã hoàn toàn ngốc trệ, tiếp lấy điên cuồng sông về thương khung vực bình chướng. Chỉ có Cam nỉ, giờ phút này còn tại bị không gian trói dép vây nhốt, không cách nào thoát ly, mà cái khác ba cái người nhặt rác, cũng căn bản không nghĩ lấy trước đêm Cam nỉ cứu. Đừng có giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể, đừng có giết ta a, à. Tam nỉ kịch liệt kêu to, trên thân mấy trăm con mắt hiển lộ ra hoảng sợ, lại là đã quên, chính là một lát trước đó, nàng còn muốn lấy đem trần phỉ nhục thân thôn phệ trống không. Ba cái người nhặt rác đuổi tới thương khung vực bình chướng trước, bắt đầu điên cuồng công kích. Nếu như nói những tấn hai cái công kích thương khung vực bình chướng, thật là có khả năng đánh vỡ phong tỏa chạy thoát, đây chẳng qua là dung đạo cảnh trung kỳ người nhặt rác, liền không khả năng làm được điểm này. Ba cái người nhặt rác càng là công kích thương khung vực bình chướng, thần sắc ở trong càng là tuyệt vọng, đến cuối cùng càng là trực tiếp thi triển cấm pháp tại công kích kia, đều chỉ là để thương khung vực bình chướng hơi rung động. A, à, muốn ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, một người trong đó người nhặt rác điên cuồng gầm thét, tinh khí trong cơ thể thần hồn bắt đầu đảo ngược nuôi nấng thể nội phệ linh trùng. Dưới tình huống bình thường, phệ linh trùng ký sinh tại người nhặt rác thể nội, tương hỗ cùng tồn tại, thậm chí người nhặt rác có thể mượn dùng một chút phệ linh trùng lực lượng cùng thiên phú. Người nhặt rác ngày bình thường muốn làm chính là dùng lực lượng của mình cung cấp nuôi dưỡng phệ linh trùng. Mà bây giờ, trong tuyệt vọng, người nhặt rác này phải dùng mình tinh khí thần hồn toàn bộ cung cấp nuôi dưỡng cho phệ linh trùng, để phệ linh trùng chui phá lớp bình phong này. Đến lúc đó cái này nhân tộc giấc phệ linh trùng sự tình, tất nhiên sẽ bị phệ linh trùng quần thể biết được. 900 chú độc nhiễm tấn hai cái thần hồn mảnh vỡ Trần Phỉ, lông mày hơi động một chút, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung vực biên giới ba cái người nhặt rác trần phỉ con ngươi ở trong hiện lên một tia hát mang ba cái người nhặt rác thân thể bỗng nhiên cứng đờ vô tận cự lực rơi trên người bọn hắn không gian dây xích thoáng hiện đem ba cái người nhặt rác hoàn toàn phong tỏa quanh sau một khắc không gian trói dết bỗng nhiên nắm chặt bao quát cam nị ở bên trong bốn cái dung đạo cảnh trung kỳ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu bao quát ở trong bốn cái vệ linh trùng cũng giống như vậy vệ linh trùng trước khi chết tiêu ký ba động tại toàn bộ thương khung vực bên trong nhộn nhạo lên nhưng từ đầu đến cuối không cách nào rơi vào trần phỉ trên thân cho đến cuối cùng ba động càng ngày càng thấp cuối cùng biến mất không thấy gì nữa trần phỉ phất tay bốn đạo linh túy bay đến trần phỉ trước người trần phỉ thi triển thanh đồng phù văn cướp đoạt thiên tư bốn cái dung đạo cảnh trung kỳ thiên tư trần phỉ ngược lại là không có cái gì chờ mong chủ yếu là phệ linh trùng đối với không gian quy tắc thiên tư là trần phỉ cần cảm giác mát rượi tại thần hồn bên trong lan tràn ra trần phỉ đối với không gian quy tắc cảm ứng không ngừng tăng cường dung hợp tại nhiễm tấn hai cái thần hồn mảnh vỡ bên trong phát hiện công pháp mê hoặc chấn thiên quyết như trần phỉ dự liệu như vậy đúng là tu luyện không gian thứ cấp quy tắc công pháp mà lại là trần phỉ thiếu khuyết một đầu không gian thứ cấp quy tắc thư phương thức tu luyện mặc dù chỉ lấy được không trọn vẹn công pháp nhưng đã đầy đủ hoang vũ sát thần quyết công pháp độ thuần thục hơi hạ xuống mới dung nhập công pháp không để cho hoang vũ sát thần quyết phát sinh bản chất thuế biến dù sao chỉ là một bộ không tính đỉnh tiêm dung đạo cảnh công pháp. Trần Phỉ cất kỹ sáu cái đạo khí, rời đi thương khung vực. Cảm giác một chút trong tay ấn ký, hướng phía đông nam phương hướng bay đi, đồng thời bóp toái linh túy, bắt đầu tu luyện. Trong chốc lát, hải lượng cảm ngộ xuất hiện tại thức hải bên trong, Trần Phỉ tu vi bắt đầu bảo táp tiến mạnh. Từ quyết định bắt đầu ở phiến khu vực này săn giết, Trần Phỉ hết thảy chém dết chín cái dung đạo cảnh trung kỳ, cùng ba cái dung đạo cảnh hậu kỳ ở trong thu hoạch hạ phẩm nguyên tinh cùng các loại linh tài, phẩm loại phong phú, Trần Phỉ hơi nhìn lướt qua, phát hiện không có mình có thể lập tức dùng tới, trước hết tạm thời gác lại ở một bên. Những này hạ phẩm nguyên tinh cùng linh tài, cùng 12 kiện đạo khí, mà nên bên trong còn có 3 kiện thượng phẩm đạo khí, giá trị tương đương kinh người. Đặc biệt là nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái đạo khí, xương hồn đao cùng xương phách đao, là có thể sát nhập cùng một chỗ sử dụng. Mặc dù không bằng cực phẩm đạo khí, nhưng cũng so với bình thường thượng phẩm đạo khí cường đại hơn nhiều. Những vật này nếu như toàn bộ cầm đi bán đi, chính là một bút đầy trời tài phú. Trần Phỉ ngày đó một vạn khối hạ phẩm nguyên tinh, tiêu hao rất lớn, nhưng khoản tài phú này đủ để cho Trần Phỉ tu luyện thời gian tương đối dài, mà không cần lo lắng hạ phẩm nguyên tinh không đủ vấn đề. Trần Phỉ giờ phút này thật không có suy nghĩ số tiền kia sự tình, mà là tất cả lực chú ý đều tại thức hải toát ra hiểu được. 12 phần linh túy, có một phần Trần Phỉ trước đó đã lấy ra tu luyện. Giờ phút này trong tay còn thừa lại 11 phần, Trần Phỉ một phần một phần bóp nát, không ngừng có cảm ngộ xuất hiện tại ngay trong thức hải, để cho người ta nhịn không được đắm chìm vào. Bỏ qua một bên tính so sánh giá cả vấn đề, dùng linh túy tu luyện, đối với Trần Phỉ mà nói, đúng là trước mắt đã biết nhanh nhất phương pháp tu luyện, cho dù là quy tắc tinh thạch cũng không sánh nổi. Vỡ nát quy tắc tinh thạch, còn giảng cứu một cái tia nước nhỏ, hiệu quả có thể tiếp tục 20 ngày tới vỡ nát linh túy, chính là một loại sát na phương hoa. Mặc dù ngắn mũi, nhưng ở kia ngắn mũi trong nháy mắt, xác thực bắn ra đầy đủ ánh sáng và nhiệt độ. 11 phần linh túy, bất quá một chút thời gian, liền bị Trần Phỉ tiêu hao sạch sẽ, mà hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Trần Phỉ thần hồn bên trong quy tắc mảnh vỡ, từ lúc đầu 65 khối nhiều, tăng trưởng đến 69 khối, khoảng cách dung đạo cảnh hậu kỳ giới hạn, chỉ còn lại 3 khối. Hoang vũ sát thần quyết, vừa rồi dung hợp không ít công pháp đi vào, nhưng là trên bản chất đề cao cũng không tính nhiều, theo cái này một đợt tu luyện, độ thuần thục từ lúc đầu viên mãn cảnh hơn 2 phần 10, đạt đến viên mãn cảnh năm thành vị trí. Chủ tu công pháp khoảng cách đại viên mãn cảnh, đã càng ngày càng gần. Một khi Trần Phỉ đem hoang vũ sát thần quyết tu luyện đến đại viên mãn cảnh, như vậy từ dung đạo cảnh đến khai thiên cảnh ở giữa bình chướng, Trần Phỉ cũng liền triệt để đã thông. Đương nhiên, cho dù không đem hoang vũ sát thần quyết tu luyện đến đại viên mãn cảnh, chỉ cần điều kiện phù hợp, Trần Phỉ cũng có thể đột phá đến khai thiên cảnh. Đơn giản nhất đột phá phương pháp, chính là địa thủy hỏa phong bốn loại thứ cấp quy tắc toàn bộ trưởng khống. Cái khác dung đạo cảnh tại bốn đầu thứ cấp quy tắc đầy đủ về sau, muốn tìm đúng thời cơ, tại có các loại thiên tài địa bảo phụ trợ dưới, để địa thủy hỏa phong bốn loại thứ cấp quy tắc dung hợp lại cùng nhau, dùng cái này đột phá đến khai thiên cảnh. Trần Phỉ có bản, thứ cấp quy tắc có thể trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, tại địa thủy hỏa phong bốn loại thứ cấp quy tắc hoàn toàn trưởng khống một khắc này, Trần Phỉ liền có thể đạp đất đột phá đến khai thiên cảnh. Hoàng vũ sát thần quyết tu luyện đến đại viên mãn cảnh, đối với Trần Phỉ càng lớn ý nghĩa ở chỗ, có thể để Trần Phỉ tốt hơn trưởng khống lấy tự thân toàn bộ lực lượng, để lực lượng mức độ lớn nhất phát huy ra. Lần này chém giết nhiễm tấn nhiễm lâu hai cái người nhặt rác, Trần Phỉ thu được loại thứ tư không gian thứ cấp quy tắc phương pháp tu luyện. Thừa dịp lần tu luyện này, Trần Phỉ cũng ngưng tụ một khối không gian thứ cấp quy tắc, hư, mảnh vỡ. Bây giờ bốn loại không gian thứ cấp quy tắc, mặc dù quy tắc mảnh vỡ về số lượng chênh lệch khá lớn, nhưng chỉnh thể vẫn là để Trần Phỉ đối với không gian chi lực trưởng khống, càng phát thuận buồn xuôi gió. Bốn loại không gian thứ cấp quy tắc ngưng tụ cùng một chỗ, một loại thiếu thốn cảm giác rất rõ ràng phản ứng tại Trần Phỉ cảm giác bên trong. Bởi vì cướp đoạt vệ linh trùng không gian đặc tính, Trần Phỉ bây giờ đối với không gian quy tắc cảm ứng, đã so trước đó càng thêm rõ ràng. Giờ phút này Trần Phỉ lại nhìn trong hư không không gian quy tắc, đã có thể so với so sánh rõ ràng phát giác, mình thiếu thốn mặt khác một đầu không gian thứ cấp quy tắc là cái nào. Cho dù không có tu luyện công pháp dựa theo Trần Phỉ bây giờ ngộ tính, tốn hao chừng 10 năm thời gian, Trần Phỉ liền có thể đem cuối cùng này một đầu không gian thứ cấp quy tắc cưỡng ép lĩnh ngộ một chút. Đồng thời sáng tạo ra một môn coi như có thể loại thứ năm không gian thứ cấp quy tắc pháp quyết tu luyện bởi vì đã cưỡng ép lĩnh ngộ một chút, đến lúc đó Trần Phỉ liền có thể lợi dụng bản, đem loại thứ năm không gian thứ cấp quy tắc đơn giản hóa. Cho dù pháp quyết tu luyện tương đối, cũng không ảnh hưởng Trần Phỉ cuối cùng trưởng khống loại thứ năm không gian thứ cấp quy tắc. Khi đến lúc đó, Trần Phỉ liền có thể tề tụ năm loại không gian thứ cấp quy tắc, đưa chúng nó toàn bộ hợp nhất, trưởng khống chân chính không gian chủ quy tắc. 10 năm Trần Phỉ ánh mắt chớp động, thời gian này tuyệt đối không lâu lắm, Lấy không gian chủ quy tắc đột phá đến khai thiên cảnh, có thể nói là dễ như trở bàn tay, mà lại về mặt chiến lực, so địa thủy hỏa phong đột phá khai thiên cảnh, còn phải mạnh hơn một đoạn. Chỉ là liền hắc thạch vực bây giờ cái này hỗn loạn hoàn cảnh, thời gian 10 năm, tự hồ có vẻ hơi quá mức dài dằng dặc. Hoang vũ sát thần quyết tiến bộ rất nhiều, trấn thương khung cũng không có cản trở, cái này một nhỏ vòng tu luyện, thể phách nội lực chi quy tắc mảnh vỡ từ lúc đầu 39 khối, tăng lên tới 41 khối vị trí quy tắc mảnh vỡ tăng lên số lượng là không bằng thần hồn bên trong quy tắc mảnh vỡ nhưng chân chính mang tới thực lực biến hóa ngược lại là thể phách tăng lên càng nhiều không có cách ai bảo thể phách bên trong tu luyện chính là quy tắc của lực lượng đây là chủ quy tắc không phải cái khác cứ cấp quy tắc có thể so sánh linh túy tiêu hao hầu như không còn trần phỉ xuất ra nhiễm tấn hai cái xương hồn đao cùng xương phách đao hơi quan sát một hồi cũng không có nhận ra cái này hài cốt thuộc về chủng tộc gì còn có nhiễm tấn hai cái đạt được môn kỳ bí pháp, dựa vào thần hồn tới tu hành. Từ biểu hiện bên trên nhìn, môn bí pháp này cùng thanh đồng phù văn có chút tương tự, nhưng ở cấp độ bên trên lại là thấp một mảng lớn. Cảm giác bên trên, môn này nhiễm tấn hai cái từ trong cổ mộ đạt được bí pháp, có chút bắt chước thanh đồng phù văn ý tứ. Nhưng thanh đồng phù văn là từ các loại trần phỉ nhìn không hiểu quy tắc mảnh vỡ, lấy một loại cực kỳ phức tạp phương thức tổ hợp lại với nhau, tạo thành một loại năng lực đặc thù, cướp đoạt thiên tư. Trong cổ mộ bí pháp, chính là thô bạo lợi dụng thần hồn bên trong mảnh vỡ, thủ pháp bên trên khẳng định so Trần Phỉ trực tiếp vỡ nát linh túy tới tốt lắm. Nhưng Trần Phỉ vỡ nát linh túy, muốn là kia tản mạng ra linh cơ, nếu như Trần Phỉ dùng cổ mộ bí pháp, ngược lại đạt được linh cơ cũng không có bao nhiêu. Trần Phỉ có bản, linh cơ nhiều ít, đối với Trần Phỉ tu luyện mới là mang tính then chốt. Trần Phỉ đem xương hồn đao cùng xương phách đao thu nhập trong tay áo, ánh mắt nhìn về phía phía trước, nhóm lửa địa thủy hỏa phong hướng về phía trước phóng ra một bước không gian chung quanh cảnh tượng kịch liệt biến ảo trần phỉ đã vượt qua hơn một ngàn dặm đem so với trước trần phỉ lần này vượt qua ngàn dặm xa chẳng những càng thêm nhẹ nhõm mà lại đối mặt áp lực cũng nhỏ một chút mảng lớn đây chính là không gian thiên tư tăng trưởng còn có bốn loại không gian thứ cấp quy tắc chống cự áp lực về sau mang tới chính hướng tăng trưởng trần phỉ tiếp tục hướng phía trước phóng ra ba bước vượt qua gần bốn ngàn dặm cảm giác ngàn dặm bên ngoài hai cái nhân tộc dung đạo cảnh sơ kỳ đang bị một cái quỷ tộc dung đạo cảnh trung kỳ công sát quỷ tộc dung đạo cảnh trung kỳ mỗi một chiêu hai cái nhân tộc dung đạo cảnh sơ kỳ đều ngăn cản cực kỳ gian nan phản phất sau một khắc liền bị đánh xuyên qua phòng ngự thân tử đạo tiêu dung đạo cảnh mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch đều cực kỳ rõ ràng số lượng có đôi khi là có thể đền bù chênh lệch về cảnh giới nhưng số lượng muốn đầy đủ nhiều lắm lấy hai cái dung đạo cảnh sơ kỳ lực lượng xa xa không đủ để ngăn cản được dung đạo cảnh trung kỳ. Hai nhân tộc kia dung đạo cảnh, Trần Phỉ tự nhiên nhận biết, Tân Triệu Tiên cùng Nhạc Triêu Bân. Dù sao cả nhân tộc dung đạo cảnh cứ như vậy nhiều, cực quan thành bên trong cũng liền 200 cái không đến. Cho dù ngày bình thường không có tiếp xúc, nhưng chung Quy vẫn là chạm qua mấy lần mặt. Trần Phỉ vận chuyển trấn thương khung cùng gặp thần bất diệt, đem khí tức của mình hơi cải biến một chút. Sau một khắc, Trần Phỉ hướng về phía trước phóng ra một bước, chung quanh cảnh tượng một chút trở nên mơ hồ trần phỉ đem cảm giác triển khai một chút vương tay trái của mình quỷ tộc càng nghe chính chậm rãi từng bước một đánh tan trước mắt hai cá nhân tộc dung đạo cảnh phòng ngự nhìn xem hai cá nhân tộc dung đạo cảnh trong mắt tuyệt vọng muốn phản kháng nhưng lại phản kháng không được càng nghe thích nhất chính là con mồi lộ ra vẻ mặt như vậy càng nghe giờ phút này chính chờ đợi hai cá nhân tộc dung đạo cảnh thi triển ra cấm pháp tại nhân tộc thi triển ra cấm pháp sát na lực lượng mặc dù bạo tăng nhưng tất nhiên sẽ hơi mất khống chế lúc này đúng là hắn hạ sát thủ thời khắc cấm pháp rất tốt là trong tuyệt cảnh xoay chuyển hy vọng nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt thì triển cấm pháp cũng có thể là để cho mình chết được càng nhanh đột nhiên càng nghe không hiểu cảm giác được thấy lạnh cả người từ thần hồn bên trong nổi lên càng nghe còn chưa kịp kịp phản ứng toàn bộ thân hình bỗng nhiên cứng đờ vô tận cự lực đặt ở hắn trên dưới quanh người cổ lực lượng này là lớn như thế lại để càng nghe không có chút nào chống cự lực lượng. Tân Triệu Tiên cùng Nhạc Triêu Bân nhìn thấy càng nghe thân hình đứng thẳng bất động, ánh mắt ở trong không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc này càng nghe trên người sơ hở cực lớn, vốn nên là Tân Triệu Tiên hai người công kích tốt đẹp thời cơ. Nhưng Tân Triệu Tiên cùng Nhạc Triêu Bân hai người vẫn không khỏi đến chần chờ, bởi vì đối mặt bọn hắn hai cái dung đạo cảnh sơ kỳ, càng nghe tuyệt đối không nên lộ ra dạng này sơ hở. Ngược lại càng giống là càng nghe, đang đùa bẩn hai người bọn họ, cuối cùng ngược lại sẽ là một cái bẫy. Ông, một trận kịch liệt không gian ba động giáng lâm, càng nghe thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tân Triệu Tiên cùng nhạc triêu bân hai người, chỉ thấy một đạo hắc sắc lôi điện hiện lên, khí tức kinh khủng để cho hai người tâm thần run rẩy dữ dội, nhưng sau một khắc trước mắt rỗng tuếch. Ti chớp màu đen không có, quỷ tộc càng nghe cũng biến mất không còn tâm tích, hết thảy giống như ảo giác. Tân Triệu Tiên cùng nhạc triêu bân hai người con mắt có chút trừng lớn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra duy nhất có thể xác định, vừa rồi có nhân tộc dung đạo cảnh xuất hiện, cứu bọn hắn một mạng, đồng thời đem quỷ tộc càng nghe cũng cưỡng ép mang đi. Nhưng đến cùng là người nào tộc dung đạo cảnh, bọn hắn hoàn toàn không có cảm ứng được, thậm chí giờ phút này phạm vi ngàn dặm bên trong, cũng không có cảm ứng được nhân tộc dung đạo cảnh khí tức. Đi trước, đoán chừng là vị tiền bối kia còn có việc, cho nên mới không có lưu lại nói với chúng ta. Nhạc triêu bân dẫn đầu kịp phản ứng, khẽ quát một tiếng, hướng phía phía trước bay đi đột nhiên kiếp sau trùng sinh, trong lúc nhất thời để bọn hắn có chút mơ hồ, nhưng nhân tộc dung đạo cảnh hậu kỳ trở lên, cứ như vậy mấy cái, về sau luôn có thể tìm tới cứu bọn họ nhân tộc tiền bối. Ở ngoài ngàn dặm, Trần Phỉ hiện thân, trong tay trái bóp lấy càng nghe cái cổ. Cái này quỷ tộc dung đạo cảnh trung kỳ, giờ này khắc này tâm cảnh, cùng nhạc triêu bân hai người không kém bao nhiêu. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, công kích từ đâu mà đến, đến cùng là ai công kích hắn. Cho tới giờ khắc này Trần Phỉ dừng thân hình, càng nghe thấy rõ Trần Phỉ bộ dáng cùng khí tức, con mắt không tự chủ được trừng lớn. Nhân tộc thiên kiêu, Trần Phỉ, cứ việc Trần Phỉ giờ phút này khí tức cùng bình thường hơi có khác biệt, nhưng khoảng cách gần như thế, càng nghe vẫn là đoán được Trần Phỉ thân phận. Nhưng đoán xong Trần Phỉ thân phận, càng nghe trong lòng ngược lại càng thêm nghi hoặc. Trần Phỉ cúi đầu nhìn xem trong tay càng nghe, tại không gian khe hở bên trong, trực tiếp xuyên qua hơn một ngàn dặm, Trần Phỉ là không có chuyện gì, nhưng càng nghe giờ phút này khí tức rơi xuống đến đáy cốc hung ác như thế không gian vượt qua phương thức dung đạo cảnh trung kỳ không thể thừa nhận cho nên trần phỉ còn không có đối càng nghe làm cái gì càng nghe đã trọng thương sắp chết trần phỉ không nói gì tay trái có chút ra sức trực tiếp chặt đứt càng nghe cái cổ đến chết càng nghe cũng không kịp nói ra một câu cũng không ai giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc trần phỉ tay trái hơi chấn động một chút đem càng nghe đánh thành một đoàn huyết vụ tay trái có chút hướng về sau lôi kéo, một đoàn linh túy bị tháo rời ra. Thanh đồng phù văn vận chuyển, nhưng lần này, linh quan tràn vào trần phỉ thần hồn về sau, cũng không có cảm giác mát rượi lan tràn. Cướp đoạt nhiều ngày như vậy tư về sau, trần phỉ bây giờ ngộ tính, cái này dung đạo cảnh trung kỳ, đã không cách nào lại cho trần phỉ thiên phú bên trên tăng thêm. Đối với điểm ấy, trần phỉ ngược lại là sớm có đoán trước. Cái này thanh đồng phù văn vốn là không trọn vẹn, chỉ có thể cướp đoạt bộ phận đối thủ thiên tư, lại đến trình độ nhất định, liền không cách nào tiếp tục điệt gia. Tổn hại có thừa, mà bổ không đủ. Dứt bỏ bản, Trần Phỉ bây giờ thiên tư, tại toàn bộ hắc thạch vực dung đạo cảnh bên trong, đều xem như cực kỳ xuất sắc tồn tại. Cho nên tiếp xuống muốn tiếp tục từ dung đạo cảnh trung kỳ nơi đó, cướp đoạt đến thiên tư, đã rất không có khả năng. Trừ phi cái này dị tộc dung đạo cảnh trung kỳ, có trưởng thành đến cảnh giới cao hơn tiềm lực, mới có thể mang cho Trần Phỉ Thiên Tư bên trên tăng thêm. Trần Phỉ Thi triển thị thần, bắt đầu đọc càng nghe thần hồn mảnh vỡ. Chỉ một lát sau, Trần Phỉ Long mày liền không khỏi nhíu một cái, tại càng nghe mảnh vỡ ký ức bên trong, tại lấy phương đông hướng 7.000 dặm bên ngoài, có mấy người tộc dung đạo cảnh đang bị vây khốn. Bên kia băng tộc quỷ tộc dung đạo cảnh đã đầy đủ nhiều, càng nghe lại vừa lúc đụng tới nhạc triêu bân hai người, cho nên không có chạy tới, cùng nhau vây giết mấy nhân tộc kia. Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía phía đông, tức kỹ càng nghe đạo khí cùng linh túy, hướng về phía trước phóng ra một bước, thân hình biến mất ở giữa không trung. Hơn một vạn dặm bên ngoài, quỷ tộc đế tôn khấu phần nắm vút người trước mắt tộc dung đạo cảnh sơ kỳ cái cổ, sau một khắc, hỏa diễm đem người trước mắt tộc hoàn toàn thôn phệ. Thân là đế tôn cảnh, bóp chết một cái dung đạo cảnh sơ kỳ, ở trong mắt khấu phần, cũng sẽ không so bóp chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Khấu phần đem người trước mắt tộc thần hồn câu diệt, nhìn thoáng qua trong tay hạ phẩm đạo khí, một đạo nguyên lực tràn vào đạo khí bên trong, đem ở trong mười mấy vạn cực quan thành cư dân cùng nhau xóa bỏ. Khấu phần làm việc, chưa hề chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình. Lấy dung đạo cảnh cảnh giới đỉnh cao, đi giết người tộc dung đạo cảnh sơ kỳ, đối với khấu phần mà nói, chỉ là cơ bản nhất thao tác. Xóa bỏ đạo khí nội tu vi thấp hơn nhân tộc, đối với khấu phần mà nói, cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ở trong mắt khấu phần, chỉ cần là tử địch, vô luận đối phương là già yếu vẫn là hài đồng, hoặc là không có chút nào tu vi người bình thường, đều tại khấu phần đánh giết phạm vi bên trong. Thậm chí tương lai nếu quả như thật đem nhân tộc từ hắc thạch vực bên trong xóa đi, khấu phần sẽ còn phái quỷ tộc Nhật Nguyệt cảnh đỉnh phong, tiến về những cái kia có được nhân tộc hạ giới vị diện, đem những cái kia vị diện cùng nhau quét sạch. Như là đã không chết không thôi, ở trong mắt khấu phần, chính là muốn từ trên căn, đem nhân tộc toàn bộ trảm diệt, không lưu một tơ một hào đột nhiên, khấu phần khẽ trao mày, nhìn xem trong tay xích diễm trong đao hồn bài tình huống. Từ mấy khắc đồng hồ trước bắt đầu, quỷ tộc dung đạo cảnh tử vong số lượng liền bắt đầu lên cao. Vừa mới bắt đầu khấu phần cũng không hề để ý, mặc dù là đến chặn giết nhân tộc, lại quỷ tộc băng tộc đều là dung đạo cảnh trung kỳ trở lên, nhưng nhân tộc bên kia cũng không phải không có cao thủ. Nếu như vừa vặn gặp được cùng cảnh giới, thậm chí là cảnh giới cao hơn nhân tộc, bị chém giết cũng thuộc về cực kỳ bình thường một sự kiện chỉ có thể nói băng tộc quỷ tộc bên này ưu thế sẽ lớn hơn nhưng là giờ phút này nhìn xem hồn bài vỡ vụn tình huống khấu phần rõ ràng cảm thấy không thích hợp cái này ở trong hẳn là xảy ra điều gì tình huống mấy chục cái hồn bài từ xích diễm trong đau xuất hiện khấu phần đưa tay phải ra điểm vào hồn bài bên trên ông một đạo gợn sóng khuếch tán ra mấy chục cái điểm sáng xuất hiện tại khấu phần trước mắt cái này mỗi một cái điểm sáng đại biểu đều là quỷ tộc ở chỗ này dung đạo cảnh. Hồn bài bản thân liền cùng bản thể có cộng minh, bằng không thì cũng sẽ không bản thể tiêu vong, hồn bài liền phát sinh vỡ vụn. Cho nên thi triển bí pháp đặc thù, căn cứ hồn bài là có thể đánh giá ra đại khái vị trí. Khấu phần nhìn xem vừa rồi chết mất mấy cái đồng tộc, tại khoảng cách cùng lộ tuyến bên trên, có cái gì liên hệ. Dù sao nếu quả như thật là nhân tộc cường giả, tại đảo ngược săn giết quỷ tộc băng tộc, tại về khoảng cách, là hoàn toàn có thể đoán được. Tạch tạch tạch, đột nhiên, có ba khối tụ tập cùng một chỗ hồn bài trong nháy mắt vỡ vụn, khấu phần con mắt không khỏi có chút nheo lại. Đây là ba cái dung đạo cảnh trung kỳ, mà cái này ba cái dung đạo cảnh trung kỳ bên cạnh, rõ ràng còn có một cái dung đạo cảnh hậu kỳ. Lực lượng như vậy tổ hợp, đây là gặp nhân tộc dung đạo cảnh hậu kỳ mang tới tiểu đội, hoặc là, đụng vào người nhặt rác, những người nhặt rác kia đặt vào càng dễ bắt nạt hơn phụ nhân tộc không đi, ngược lại một mực đuổi theo bọn hắn quỷ tộc giết quả hồng luôn luôn nhìn chằm chằm mềm bóp đây là tuyệt đại bộ phận sinh linh cùng giới mà bây giờ tại phiến khu vực này bên trong nhân tộc không thể nghi ngờ là yếu nhất thế một phương khấu phần tính toán khoảng cách cách hắn chừng hơn một vạn dặm như thế dài dằng dặc khoảng cách trừ phi là không gian thứ cấp quy tắc trưởng khống giả không phải cũng không thể nhanh chóng đuổi tới khấu phần suy nghĩ một chút thân hình chớp động vẫn là hướng phía bên kia bay đi khấu phần mới bay ra ngàn dặm không đến, trong tay hồn bài lần nữa vỡ vụn một khối, cái này một khối chính là vừa rồi cái kia dung đạo cảnh hậu kỳ. Khấu phần lông mày một chút nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhân tộc đế tôn ông tông phản cùng đường vân thọ, tuyệt đối không ở phương vị nào, để mấy khấu phần có thể mười phần khẳng định. Lấy quỷ tộc dung đạo cảnh hậu kỳ lực lượng, cho dù gặp được nhân tộc dẫn đầu đội ngũ, quỷ tộc dung đạo cảnh hậu kỳ muốn trốn, vẫn là có cực lớn hy vọng cho dù trốn không thoát, cũng không trở thành chết được nhanh như vậy. Các tộc bên trong, không nói đế tôn cảnh, dung đạo cảnh hậu kỳ tuyệt đối là khó giết nhất. Nơi này không phải chiến trường, không có tránh né liền chết quy định, cho nên một khi phát hiện tình huống không đúng, dung đạo cảnh hậu kỳ khẳng định lựa chọn trước tiên bỏ chạy. Vừa đánh vừa lui tình huống dưới, cùng giai cơ hồ khó mà chém giết dung đạo cảnh hậu kỳ. Thậm chí là đế tôn cảnh, nếu như về khoảng cách không thích hợp, đều có thể bị dung đạo cảnh hậu kỳ đào tẩu. Nhưng là vừa rồi, đầu tiên là chết ba cái dung đạo cảnh trung kỳ, bây giờ lại chết một cái dung đạo cảnh hậu kỳ bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra, một lát sau, khấu phần vượt qua hơn một vạn dặm, đi tới bốn cái quỷ tộc dung đạo cảnh thân tử đạo tiêu địa phương. Khấu phần nhìn thoáng qua chung quanh, nơi này vết tích bị xóa đi qua, rất sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, khấu phần lại cũng nhìn không ra đến cùng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ken két, khấu phần trong tay hồn bài lần nữa vỡ vụn hai khối, một cái dung đạo cảnh trung kỳ, một cái thì là dung đạo cảnh hậu kỳ. Khấu phần gân xanh trên trán trong nháy mắt tuôn ra, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo hồng quang. Đến cùng là ai, nhanh chóng như vậy độ giết chóc bọn hắn quỷ tộc. Khấu phần suy nghĩ một lần nhân tộc tại cực quan thành bên trong dung đạo cảnh lực lượng, cũng không có cái nào, có thực lực như thế mới đúng. Cho dù là cái kia cách đế tôn cảnh chỉ kém một chút dư không hành, thực lực tuy mạnh, nhưng quỷ tộc dung đạo cảnh một khi gặp tự giác không địch lại cũng sẽ trước tiên bỏ chạy ngược lại càng không dễ dàng chết hơn ba ngàn dặm bên ngoài khấu phần quay đầu nhìn về phía phương bắc thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên khấu phần bây giờ ngược lại là muốn nhìn đến cùng là thần thánh phương nào hơn ba ngàn dặm khoảng cách đối với đế tôn cảnh mà nói cũng không tính cái gì đặc biệt là toàn lực hành động tình huống dưới càng là như vậy mà lại đế tôn cảnh cảm giác phạm vi Xa so với phổ thông dung đạo cảnh muốn càng xa bình thường dung đạo cảnh đại khái liền một nghìn dặm cảm giác phạm vi nếu như nắm giữ quy tắc thích hợp cảm ứng tự nhiên sẽ càng xa một chút mà đế tôn cảnh cảm giác phạm trù phổ biến tại hơn một nghìn dặm cho nên chỉ là bay ra hai nghìn dặm khấu phần liền bắt đầu cảm giác phương bắc tình huống nhưng trong này rỗng tết cái gì khí tức ba động đều không có rất nhanh khấu phần đi vào vừa rồi dung đạo cảnh hậu kỳ đồng tộc bị giết vị trí nơi này vết tích vẫn như cũ bị xóa đi. Nhưng đến nơi này, khấu phần đã xác định, giấc bọn hắn quỷ tộc cũng không phải là người nhặt rác. Người nhặt rác quần thể, hắc thạch vực chủng tộc khác khả năng không biết được, nhưng quỷ tộc lại biết, những người nhặt rác này đều bị phệ linh trùng ký sinh. Do xếp phệ linh trùng, nhưng thật ra là có đặc thù kỹ xảo, dù sao cũng là quy khư giới chính đại thiên tai một trong, các tộc tự nhiên muốn chặt chẽ đề phòng. Bất quá loại này đặc thù kỹ xảo, chỉ có khai thiên cảnh mới có thể nắm giữ. Muốn để dung đạo cảnh cũng nắm giữ, vậy chỉ có thể là khai thiên cảnh hao phí tâm huyết chế tác cảm ứng ngọc thạch về sau, giao cho dung đạo cảnh trong tay. Quỷ tộc lão tổ mặc dù chỉ là ngụy khai thiên cảnh, nhưng vẫn là nắm giữ loại cảm ứng này kỹ xảo, cũng chế tác ngọc thạch cho quỷ tộc từng cái dung đạo cảnh đỉnh phong. Bây giờ tại khấu phần cảm ứng bên trong, vô luận là nơi vừa nãy, vẫn là nơi này, đều chưa từng xuất hiện phệ linh trùng đặc hữu ba động mà lại người nhặt rác tịnh không để ý dấu vết của mình lưu lại bọn hắn có được vệ linh trùng làm hậu thuẫn khấu phần hít sâu một hơi mỗi cái dung đạo cảnh đều là quỷ tộc quý giá lực lượng đặc biệt là dung đạo cảnh hậu kỳ mà bây giờ chiến tử ở chỗ này dung đạo cảnh hậu kỳ đã có ba cái loại tổn thất này là trước kia khấu phần tuyệt đối không có nghĩ tới năm ngàn dặm bên ngoài trần phỉ thi triển không gian trói vết đem trước mắt băng tộc dung đạo cảnh trung kỳ đánh nổ rút ra linh túy cướp đoạt thiên phú, đọc thần hồn mảnh vỡ. Mấy bước, Trần Phỉ đã xe nhẹ đường quen. Cướp đoạt tới thiên phú, như phỏng đoán bên trong như thế, không cách nào tăng trưởng thiên tư. Bất quá vừa rồi chém giết hai cái quỷ tộc dung đạo cảnh hậu kỳ, ngược lại để Trần Phỉ thiên tư lần nữa tăng trưởng một chút. Trần Phỉ bóp nát trong tay linh túy, bắt đầu tu luyện. Liền vừa rồi một chút thời gian chém giết dung đạo cảnh, để Trần Phỉ thần hồn bên trong quy tắc mảnh vỡ, từ 69 khối, tăng lên tới 71 khối. Linh túy bộc phát ra linh cơ kéo dài mấy hơi thời gian, liền biến mất hầu như không còn. Trần Phỉ mở to mắt, giờ phút này thần hồn ở trong quy tắc mảnh vỡ, chỉ kém một khối cũng chưa tới, liền đem đạt tới dung đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Một khi quy tắc mảnh vỡ đạt tới 72 khối, Trần Phỉ liền có thể lập tức ra tay đột phá đến dung đạo cảnh hậu kỳ. Không cần cái gọi là ấp ủ, hoặc là thời cơ chín mùi không thành thục chỉ cần phần cứng điều kiện đạt đến trần phỉ nghĩ đột phá liền có thể đột phá dù sao bây giờ hoang vũ sát thần quyết đã đạt đến viên mãn cảnh sáu thành vị trí trình độ này công pháp cảm ngộ độ chưởng khống hai đầu thậm chí ba đầu hoàn chỉnh thứ cấp quy tắc đều đã dư xài dung đạo cảnh hậu kỳ tự nhiên càng không đáng kể trần phỉ đem trước mắt trung phẩm đạo khí thu nhập trong tay áo đạo khí bên trong đồ vật vẫn là hạ phẩm nguyên tinh cùng các loại linh tài cũng không có cái gì đặc thù vật phẩm hắc thạch vực tại quy khư giới bên trong, chính là rất phổ thông khu vực. Phổ thông ý tứ, chính là thiên địa nguyên khí tương đối cằn cổ liên đới lấy sản xuất thiên tài địa bảo cũng có được tự thân tính hạn chế. Cho nên tại hắc thạch vực các tộc dung đạo cảnh, đủ khả năng đạt được linh tài, tự nhiên cũng liền như vậy một chút. Mà lại hắc thạch vực ở chết một góc nhiều năm như vậy, một mực bình an vô sự, không có ngoại lai chủng tộc quấy nhiễu, ở mức độ rất lớn, hay là bởi vì hắc thạch vực không có cái gì đáng giá đánh cướp đồ vật hắc thạch vực cực hạn nơi này chủng tộc sinh linh trưởng thành hạng mức cao nhất, nhưng cũng bảo vệ nơi này. Vu mông tộc đến, quyển tộc đưa tới chiến tranh, còn có vệ linh trùng xuất hiện, đã là hắc thạch vực mấy chục vạn năm đến, nhất là huy náo thời điểm. Trần phỉ thân hình lấp lóe biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại, đã tại hơn 1.000 dặm bên ngoài. Hơn 6.000 dặm bên ngoài, khấu phần nhìn xem trong tay hồn bài, tính toán cái kia săn giết quỷ tộc cường giả, lần tiếp theo khả năng thân ở vị trí. Sau một khắc, khấu phần ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình lấp lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, khấu phần xuất hiện tại năm ngàn dặm bên ngoài, nhìn về phía trước bình yên vô sự đồng tộc dung đạo cảnh hậu kỳ, nhớ mày. Đế tôn, quỷ tộc Tông Yển cảm giác được phía sau có gì, nhìn lại, phát hiện là khấu phần, tranh thủ thời gian bay lên tiếng lên lễ nói. Người trong khoảng thời gian này, nhưng có cảm giác được chung quanh khác thường. Khấu phần nhìn xem Tông Yển, trầm giọng nói quỷ tộc lần này tới phiến khu vực này dung đạo cảnh hậu kỳ cũng liền chín cái vừa rồi trong thời gian ngắn chết ba cái khấu phần không muốn lại nhìn thấy quỷ tộc dung đạo cảnh hậu kỳ lại có tổn thất muốn nói dị dạng chính là khó mà cảm ứng được trong tộc cùng băng tộc dung đạo cảnh tông yển suy nghĩ một chút nói có neo định ấn ký chỉ cần không phải cách xa nhau phi thường xa xôi khoảng cách nhiều ít vẫn là có thể cảm giác được xung quanh ấn ký tình huống nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu Nêu định ấn ký có thể cảm ứng được đồng loại ấn ký ba động, ngay tại biến ít. Tông miễn trước đó đối với cái này cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là đồng tộc cùng băng tộc dung đạo cảnh, hướng phía chỗ xa hơn tìm kiếm nhân tộc. Dù sao nhân tộc vì để tránh cho bị phệ linh trùng đuổi kịp, là tách ra bỏ chạy, khoảng cách bị không ngừng kéo ra, cũng không tính cái gì cổ quái sự tình. Nhưng giờ phút này khấu phần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Tông Yển biết, có thể là xảy ra chuyện. Ngươi! Khấu phần vừa muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, trong tay áo hồn bài lần nữa vỡ vụn hai khối. Không phải dung đạo cảnh hậu kỳ, nhưng cho dù là hai cái dung đạo cảnh trung kỳ, đối với quỷ tộc mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. Ngay tại vừa rồi trong thời gian thật ngắn, quỷ tộc chết mất dung đạo cảnh số lượng, đã có thể so với trận đánh lúc trước huyễn tộc chiến tranh tổn thất. Cùng huyễn tộc chiến tranh, cực kỳ thảm liệt, nhưng là tổn thất là hắc thạch vực tất cả chủng tộc cộng đồng gánh vác, mà lại đến dung đạo cảnh trung kỳ trở lên, đã không dễ dàng như vậy chết đi. Ngược lại là nhật nguyệt cảnh, mới là tổn thất nghiêm trọng nhất. Kết quả hôm nay đến chặn giết nhân tộc, ngược lại để quỷ tộc tổn thất đến trình độ như vậy, đế tôn, thế nào? Tông yển nhìn thấy khấu phần sắc mặt biến hóa, không khỏi lên tiếng hỏi. Có dị tộc tại nhằm vào chúng ta quỷ tộc, hiện tại bắt đầu, để trong tộc dung đạo cảnh trời đi phiến khu vực này, từ bỏ chặn giết nhân tộc. Khấu phần ánh mắt ba động chỉ chốc lát, hạ một cái quyết định. Khấu phần không muốn cược, chủ yếu là khấu phần hiện tại bắt không được cái kia đánh giết bọn hắn quỷ tộc cường giả, cường giả kia đột pháp không có quy luật chút nào có thể nói. Khấu phần hoài nghi, đối phương hẳn là có thể khoảng cách dài tiến hành không gian na di, mà lại khả năng còn nắm giữ bọn hắn quỷ tộc, thậm chí là băng tộc những cái kia dung đạo cảnh tung tích. Không phải tuyệt không có khả năng, như thế nhanh chóng đánh giết quỷ tộc dung đạo cảnh. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải một cường giả gây nên, mà là số lượng đông đảo dị tộc dung đạo cảnh hậu kỳ ở đây chặn giết quỷ tộc. Nhưng dị tộc số lượng càng nhiều, vết tích liền không cách nào che giấu, cho nên có đông đảo dị tộc cường giả tại phiến khu vực này khả năng cũng không cao. Bất kể như thế nào, bây giờ khấu phần không ngăn cản được quỷ tộc dung đạo cảnh tổn thất, khi phương pháp tốt nhất chính là kịp thời dừng tổn hại, để quỷ tộc dung đạo cảnh rời đi nơi này. Chặn giết nhân tộc chuyện này rất có sức hấp dẫn, nhưng cũng không thể lấy đại lượng hy sinh quỷ tộc dung đạo cảnh làm tiền đề. Từ bỏ chặn giết nhân tộc. Tông Nghiễn nao nao, hoàn toàn không nghĩ tới khấu phần sau đó đạt mệnh lệnh này. Nhưng Tông Nghiễn nhìn xem khấu phần thần sắc, biết đây tuyệt đối không phải trò đùa. Tuân mệnh, Tông Nghiễn chấp tay, không do dự, hướng phía khu vực bên ngoài bay đi, không còn tìm kiếm nhân tộc dung đạo cảnh. Cứ việc vừa rồi, Tông Nghiễn đã bắt được một cái nhân tộc vết tích, đoán chừng lại truy một đoạn thời gian, liền có thể cưỡng ép chém giết nhân tộc kia. Nhưng khấu phần đã lên tiếng, Tông Yển minh bạch, phiến khu vực này nhất định phát sinh cực kỳ bất lợi cho quỷ tộc sự tình, mới có thể để khấu phần như thế. Khấu phần nhìn thấy Tông Yển rời xa, xuất ra trong tay áo hồn bài, một tay bóp ấn, tiếp lấy một chỉ điểm tại tất cả hồn bài phía trên. Một đạo đặc thù ba động từ hồn bài ở trong khuếch tán ra, lấy tốc độ kinh người lan tràn, tiếp lấy biến mất ở chân trời. Phương viên mấy vạn dặm, từ gần cùng xa, Từng cái quỷ tộc dung đạo cảnh toàn bộ cảm giác được neo định ấn ký khác thường, xem xét ở trong rung động, phát hiện là toàn diện rút lui tin tức. Tất cả tại phiến khu vực này quỷ tộc dung đạo cảnh, tất cả đều không khỏi khẽ giật mình. Bốc lên khả năng bị phệ linh trùng cùng một chỗ thôn phệ nguy hiểm, tới đây chẳng giết nhân tộc dung đạo cảnh, kết quả lúc này mới bao lâu, làm sao lại biến thành toàn diện rút lui. Nhìn ấn ký ba động, đây là trong tộc đế tôn khấu phần phát ra, trong lúc nhất thời, cho dù trong lòng có lại nhiều nghi hoặc, tất cả quỷ tộc vẫn là hướng phía sau triệt hồi. Khấu phần nhìn xem hồn bài bên trên điểm sáng, bắt đầu rời xa, thần sắc hơi thả lỏng, ngay sau đó, khấu phần trên mặt liền lộ ra ngoan lệ khuôn mặt. Để cái khác dung đạo cảnh rút lui trước lui, chính khấu phần nhưng không có dự định đi, hắn ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai, tại tàn sát bọn hắn quỷ tộc. Không kiên nể gì như thế, khấu phần không đem nắm chặt sau chém thành muôn mảnh, lại đốt cháy thần hồn, làm sao có thể tiêu khấu phần tức giận trong lòng. Khấu phần thể nội thủy hỏa hai loại thứ cấp quy tắc bắt đầu bắn ra, cảm giác kích phát đến cực hạn, thân hình hướng phía vừa rồi bỏ mình hai cái dung đạo cảnh trung kỳ vị trí tiến đến. Đồng thời tâm thần cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy phương viên hơn một ngàn dặm bên trong, khả năng có vết tích. Khấu phần là lấy trưởng khống lửa hoàn chỉnh thứ cấp quy tắc, đột phá đến dung đạo cảnh đỉnh phong, về sau lại bắt đầu lĩnh hội nước thứ cấp quy tắc, bây giờ nước thứ cấp quy tắc tìm hiểu hai thành thủy hỏa bất dung kia là chỉ đồng dạng tình huống nếu như dùng phương thức đặc thù ngược lại có thể lợi dụng thủy hỏa ở giữa đối sông bộc phát ra lực lượng mạnh hơn có được khai thiên cảnh lão tổ cứ việc chỉ là ngụy khai thiên cảnh nhưng quỷ tộc trên nhiều khía cạnh đặc biệt là tại tu hành lý niệm bên trên muốn thắng qua hắc thạch vực tuyệt đại bộ phận chủng tộc quỷ tộc lão tổ là biết chính thống đột phá khai thiên cảnh phương pháp chỉ là năm đó quỷ tộc lão tổ tại dung đạo cảnh đỉnh phong đã đi lầm đường không có tâm lực cũng không có cái kia tư chất vạn ngã làm lại. Cuối cùng dùng mưu lợi phương thức, để cho mình đột phá đến bây giờ trên vị trí này tới. Về sau, quỷ tộc lão tổ rời đi hát thạch vực, tại quy khư giới địa phương khác du lịch một vòng, cuối cùng ngoại trừ mang về một thân trọng thương, cũng mang về không ít khai thiên cảnh ở trong bí mật. Bên trong, liền bao gồm khai thiên cảnh chính xác phương pháp tu luyện. Mặc dù môn công pháp này tại khai thiên cảnh bên trong thuộc về cực kỳ phổ thông pháp quyết, nhưng đối với hắc thạch vực mà nói, lại là vô giới chi bảo tồn tại bây giờ quỷ tộc dung đạo cảnh đỉnh phong cơ bản đều là tu luyện môn pháp quyết này cuối cùng có thể hay không đột phá đến khai thiên cảnh kia khác nói nhưng tu luyện môn pháp quyết này bảo lưu lại đột phá đến khai thiên cảnh hy vọng khấu phần truy tung mấy ngàn dặm không ngừng thu góp ven đường cảm giác được hết thảy chậm rãi khấu phần bắt được một ti không giống đồ vật bất quá muốn dựa vào những vật này liền truy tung đến cường giả kia còn xa xa không đủ nhưng Khấu Phần trên mặt không có chút nào lo lắng, chỉ cần có thu hoạch, cuối cùng luôn luôn có thể tìm tới mục tiêu. Ưm, ừ, Khấu Phần đang muốn tiếp tục truy tung xuống dưới, đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía khía cạnh. Một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay đến, đến Khấu Phần hơn 10 dặm chỗ, tốc độ mới dần dần chậm lại, thân hình cũng dần dần rõ ràng, chính là băng tộc đế tôn Ngao An. Sao ngươi lại tới đây? Khấu Phần lên tiếng nói. Tộc ta bên trong dung đạo cảnh chết một chút, không quá bình thường, ta đang tìm kiếm nguyên nhân. Ngao An cao mày nói. Khấu phần lông mày hơi động một chút, không nghĩ tới băng tộc cũng đã chết không ít dung đạo cảnh. Xem ra tên địch nhân kia là băng tộc quỷ tộc đều chưa thả qua. Khi là đặc biệt nhằm vào băng tộc quỷ tộc, vẫn là tính cả nhân tộc cũng cùng một chỗ giết. Tộc ta bên trong dung đạo cảnh cũng đã chết không ít, ta đã làm bọn hắn trở về, người tốt nhất để băng tộc cũng trở về đi. Khấu phần trầm giọng nói. Ngao An nghe được khấu phần, trong lòng giật mình, khấu phần cái này chủ động để quỷ tộc rời đi nơi này, sợ là tổn thất rất lớn, mới có thể từ bỏ lần này chẳng giết nhân tộc hành động. Tốt, ta cũng làm cho trong tộc dung đạo cảnh rời đi trước. Ngao An nhẹ gật đầu, xuất ra đạo khí bên trong hồn bài, vừa muốn bóp in ít bên trong hồn bài, đột nhiên có hai khối hồn bài trực tiếp vỡ vụn. Một cái dung đạo cảnh trung kỳ, một cái dung đạo cảnh hậu kỳ. Thấy cảnh này, Ngao An sắc mặt một chút trở nên âm trầm xuống. Sáu ngàn dặm bên ngoài, Trần Phỉ nhìn xem trong tay hai phần linh túy, bóp nát dung đạo cảnh trung kỳ kia một phần. Nồng đậm linh cơ trải rộng bốn phía, hải lượng cảm ngộ tại Trần Phỉ ngay trong thức hải phun trào, Trần Phỉ tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó. Mấy hơi về sau, linh cơ tiêu tán, Trần Phỉ thần hồn bên trong, khối thứ 72 quy tắc mảnh vỡ ngưng tụ mà ra. Trần Phỉ chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo hắc mang, hoang vũ sát thần quyết ầm vang vận chuyển, thần hồn bên trong 72 thước chuẩn thì mảnh vỡ bắt đầu rung động kịch liệt. Dung đạo cảnh hậu kỳ, chính là đem thần hồn bên trong 72 mảnh vụn, hội tụ thành càng thêm cô động một loại trạng thái. Loại trạng thái này cao hơn tán loạn quy tắc mảnh vỡ, dần dần tới gần hoàn chỉnh thứ cấp quy tắc, có chút cùng loại 108 quả quy tắc hạt tròn, ngưng tụ thành một thước chuẩn thì mảnh vỡ cảm giác. Bởi vì loại này đặc thù trạng thái, dung đạo cảnh hậu kỳ tinh khí thần hồn đều sẽ mạnh hơn xa dung đạo cảnh trung kỳ. Chờ về sau đến dung đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, 108 thước chuẩn thì mảnh vỡ thời điểm, muốn đột phá đến dung đạo cảnh đỉnh phong, nhất định phải đem quy tắc mảnh vỡ chân chính dung luyện thành hoàn chỉnh thứ cấp quy tắc. Tuyệt đại bộ phận dung đạo cảnh hậu kỳ đều là cấm ở một bước cuối cùng, chậm chạp không cách nào vượt qua. Trần Phỉ không cần cân nhắc 108 thước chuẩn thì mảnh vỡ sự tình, bây giờ chỉ cần đem cái này 72 thước chuẩn thì mảnh vỡ, Dung luyện thành đặc thù tụ tập thái là được rồi Đây là dung đạo cảnh trung kỳ đột phá đến dung đạo cảnh hậu kỳ Gia na nhất một bước 72 mảnh vụn ở giữa có cường đại lực đẩy Mà lại loại này lực đẩy xa xa mạnh hơn cái khác dung đạo cảnh trung kỳ Cái khác dung đạo cảnh trung kỳ quy tắc mảnh vỡ Tốt xấu là cùng một loại thứ cấp quy tắc Chỏ nhau ở trong còn mang theo hút nhau Trần phỉ cái này 72 thước chuẩn thì mảnh vỡ Chừng hơn 20 loại thứ cấp quy tắc hút nhau bộ phận cơ hồ có thể không cần tính, mà chỏ nhau cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Đổi thành cái khác dung đạo cảnh trung kỳ, cơ hồ có thể tuyệt đột phá đến dung đạo cảnh hậu kỳ suy nghĩ. Trần Phỉ ánh mắt yên tĩnh, chỉ là không ngừng vận chuyển hoang vũ sát thần quyết, lấy công pháp lực lượng, cưỡng ép dung luyện thần hồn bên trong quy tắc mảnh vỡ. Quy tắc mảnh vỡ bắt đầu tới gần, tiếp lấy va chạm. Ông, một đạo thần hồn bên trong vang vọng, 72 thước chuẩn thì mảnh vỡ tụ lại cùng một chỗ, Trung động trong nháy mắt truyền đến nguyên điểm không gian, mờ mờ nguyên điểm không gian tách ra một tia sáng, tiếp lấy bắt đầu kịch liệt khuếch trương. Trần Phỉ chung quanh thân thể xuất hiện 10 vạn khối hạ phẩm nguyên tinh, tiếp lấy trong nháy mắt vỡ nát, đại lượng thiên địa nguyên khí tràn ngập bốn phương tám hướng. Trần Phỉ thân thể phản phất hóa thành một cái lỗ đen, đem chung quanh nguyên khí điên cuồng thu nạp vào trong thân thể. Tinh khí thần hồn ở trong quá trình này không ngừng thuế biến tăng trưởng, Trần Phỉ đối với không gian cảm giác cũng không ngừng kéo dài, một loại thiên địa đều ở trong lòng bàn tay cảm giác xuất hiện tại Trần Phỉ trong lòng. Trần Phỉ mỉm cười, rất nhanh liền đem cổ này cảm giác không hề để tâm. Chỉ là dung đạo cảnh hậu kỳ mà thôi, từ đâu tới nắm giữ thiên địa. Quy khư giới thiên địa quá tốt đẹp mạnh, lục gia dung đạo cảnh tại phương thiên địa này bên trong, chỉ là nhỏ bé tồn tại. Đến lúc này, Trần Phỉ đã coi như là đột phá thành công, ở trong không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Thần hồn bên trong 72 thước chuẩn thì mảnh vỡ tạo thành tụ tập thái, ở vào khả tụ khả tán hình thái, ở trong lực lượng tương hỗ cấu kết, tụ hoặc tán cũng không ảnh hưởng cảnh giới phát huy. Đột phá thành công, nhưng giờ phút này dung đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới còn chưa vững chắc, còn cần ngưng tụ ra thứ 73 thước chuẩn thì mảnh vỡ, mới xem như chân chính hoàn thành cái này tu luyện. Bình thường người tu hành cần tốn mấy năm, mà đây là bởi vì vừa đột phá, thần hồn sẽ có 2-3 ngày ở vào tương đối sinh động trạng thái. Cái này 2-3 ngày là dung đạo cảnh hậu kỳ vững chắc cảnh giới hoàng kim thời gian. Trần phỉ nhóm lửa địa thủy hỏa phong mảnh vỡ, tay trái có chút ra sức, trong lòng bàn tay dung đạo cảnh hậu kỳ linh túy vỡ nát, linh cơ tràn ngập, lại là hải lượng cảm ngộ xuất hiện tại trần phỉ ngay trong thức hải. Mấy tức về sau, linh cơ tiêu tán, trần phỉ mở to mắt. Một phần dung đạo cảnh hậu kỳ linh túy còn chưa đủ lấy ngưng tụ ra một thức chuẩn thì mảnh vỡ, nhưng bởi vì thần hồn sinh động trạng thái đặc thù, cái này một phần linh túy đúng là so trước đó nhiều hơn năm thành hiệu quả cho nên trần phỉ giờ phút này mặc dù còn không có ngưng tụ ra mới quy tắc mảnh vỡ nhưng cũng chỉ chênh lệch bộ phận dung đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới miễn cưỡng xem như ổn định lại trần phỉ đem hai kiện băng tộc đạo khí thu nhập trong tay áo cảm giác trong tay neo định ấn ký cảm giác chỉ chốc lát trần phỉ lông mày khẽ nhúc nhích quỷ tộc dung đạo cảnh bên ngoài tán dấu hiệu rõ ràng hơn tại vừa rồi trần phỉ liền phát hiện quỷ tộc dung đạo cảnh tự hồ đang hướng ra bên ngoài độn hành. Nhưng bởi vì neo định ấn ký chỉ có thể cảm ứng mấy ngàn dặm bên trong tình huống, không cách nào từ toàn cục đi xem, Trần Phỉ cũng không xác định quan sát của mình có phải hay không chính xác. Giờ phút này Trần Phỉ lại nhìn neo định ấn ký bên trong tình huống, loại này bên ngoài tán dấu hiệu càng rõ ràng, mà lại không chỉ có là quỷ tộc, liền ngay cả băng tộc, cũng bắt đầu bên ngoài tán. Xem ra, băng tộc quỷ tộc dung đạo cảnh chết quá nhanh quá nhiều, bị bọn hắn phát hiện dị thường trần phỉ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh loại tình huống này trần phỉ cũng có đoán trước mà lại vừa rồi gặp thần bất diệt liền có tại dự cảnh gặp nguy hiểm ở phía sau đuổi theo trần phỉ suy đoán hẳn là quỷ tộc hoặc là băng tộc đế tôn đang tìm hắn chỉ bất quá trần phỉ có thể một bước vượt qua ngàn dặm phía trên ở trong một đoạn lớn vị trí đều là trống không cho nên muốn tìm kiếm đến trần phỉ tung tích cực kỳ khó khăn Trần Phỉ hiện tại không có ý định đi đối đầu quỷ tộc băng tộc đế tôn, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là Trần Phỉ muốn thừa cơ chém giết càng nhiều băng tộc quỷ tộc dung đạo cảnh. Một khi cùng quỷ tộc băng tộc đế tôn chạm mặt, cái khác dung đạo cảnh đoán chừng đã sớm chạy hết. Từ nhân tộc chỉnh thể cân nhắc, tam tộc sớm đã là tử thù, suy yếu băng tộc quỷ tộc lực lượng, đối nhân tộc khẳng định lợi ích lớn hơn. Từ Trần Phỉ tự thân, rút ra băng tộc quỷ tộc dung đạo cảnh linh túy tu luyện, có thể để Trần Phỉ tu vi cảnh giới tăng trưởng nhanh như gió. Mặc dù dùng linh túy tu luyện, có chút phung phí của trời, nhưng không thể không nói, hiệu quả là thật tốt. Nếu như không phải những này băng tộc quỷ tộc dung đạo cảnh, Trần Phỉ muốn đột phá đến dung đạo cảnh hậu kỳ, tối thiểu còn cần gần 2 tháng bế quan tu luyện. Tại hắc thạch vực bây giờ hoàn cảnh dưới, bất luận cái gì có thể tiết kiệm thời gian tu luyện phương pháp, đều là tốt nhất tu hành phương thức. Bây giờ đến dung đạo cảnh hậu kỳ, tự nhiên còn có thể tiếp tục đuổi sang băng tộc quỷ tộc, phải thừa dịp lấy những này dung đạo cảnh không có chạy ra quá xa, giết nhiều mấy cái. Trần Phỉ toàn lực tiếp phát sát thần trạng thái, muốn bắt đầu chuyển di không gian. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập trên dưới quanh người, khí tức tại một vị trí nào đó dừng lại một chút về sau, trong nháy mắt bay vụt. Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích, cảm giác giờ phút này lực lượng trong cơ thể, lòng có sở ngộ. Đột phá đến dung đạo cảnh hậu kỳ, cảnh giới tăng lên mang đến cơ sở lực lượng nhảy vọt, đồng dạng là nhóm lửa địa thủy hỏa phong sát thần trạng thái, thời khắc này Trần Phỉ, tại về mặt chiến lực tiến vào một cái mới vị trí. Vị trí này, chính là đế tôn cảnh, hiện tại Trần Phỉ, chiến lực tiêu chuẩn từ trước đó có thể so với đế tôn cảnh, đến chân chính tiến vào đế tôn cảnh phạm trù ở trong. Đế tôn cảnh trưởng khống một đầu hoàn chỉnh thứ cấp quy tắc, đối với dung đạo cảnh mà nói, chính là một trận chất biến. Cảnh giới chưa tới, chiến lực trước đạt, Trần Phỉ ngược lại là lại hoàn thành một cái hắc thạch vực, xưa nay chưa từng có thành tựu bất quá trên thân có nhiều như vậy trạng thái đặc thù trần phỉ hoàn thành cái này thành tựu lại cơ hồ là một loại tất nhiên trần phỉ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hướng về phía trước phóng ra một bước thân hình biến mất ngay tại chỗ bốn ngàn dặm bên ngoài khấu phần một chút ngẩng đầu nhìn về phía phía trước tại mấy ngàn dặm bên ngoài khấu phần cảm giác được không giống ba động lúc trước khấu phần kỳ thật liền đã hơi cảm giác được một chút nhưng bởi vì cách xa nhau quá xa khấu phần cũng không rõ ràng bên kia là tình huống như thế nào nhưng ngay tại vừa rồi mấy ngàn dặm bên ngoài ba động trở nên càng thêm rõ ràng điểm mấy bị khấu phần bắt được cảm thấy sao khấu phần quay đầu nhìn về phía ngao an ngao an nhẹ gật đầu mấy ngàn dặm bên ngoài ba động tại đế tôn cảnh cảm giác bên trong quá mức rõ ràng cạch khấu phần trong tay áo một khối hồn bài lần nữa vỡ vụn lần này là một cái dung đạo cảnh trung kỳ khấu phần con mắt không tự chủ được nheo lại, cái này đều để trong tộc dung đạo cảnh rút về đi, vậy mà lại có dung đạo cảnh mất mạng, đây quả thực là đuổi theo bọn hắn quỷ tộc đến giết. Lại có dung đạo cảnh chết rồi, Ngao An hơi kinh ngạc đạo, quỷ tộc dung đạo cảnh đều sớm rút đi, cái này cũng còn có thể bị đuổi kịp, mấu chốt là, tên địch nhân kia đến cùng là thế nào làm được, rõ ràng như thế định vị đến băng tộc quỷ tộc vị trí, liền ngay cả bọn hắn, muốn bắt giữ nhân tộc dung đạo cảnh vị trí, đều không có dễ dàng như vậy. Ta qua bên kia, người tiếp tục đi vừa rồi cảm ứng được vị trí nhìn một chút. Khấu phần nói, toàn lực quy tắc vận chuyển, thân hình hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Khấu phần vội vã như thế, bởi vì chết mất cái kia dung đạo cảnh trung kỳ bên cạnh, còn có một cái quỷ tộc dung đạo cảnh hậu kỳ. Mỗi một cái dung đạo cảnh hậu kỳ, đối với quỷ tộc mà nói, đều là cực kỳ trân quý, khấu phần không thể nhìn như vậy lấy trong tộc dung đạo cảnh hậu kỳ, dạng này từng cái chết mất ngao an cao mày bây giờ phiền toái nhất hắn cùng khấu phần đều không xác định một mực đuổi theo băng tộc quỷ tộc nhất tên địch nhân kia đến cùng là một cái vẫn là có rất nhiều cái bây giờ chỉ có trước bắt lấy một người trong đó mới có thể cuối cùng biết được đông bắc bên cạnh ba ngàn dặm bên ngoài trần phỉ nhìn về phía trước bảy trăm dặm bên ngoài thì triển cấm pháp điên cuồng chạy trốn quỷ tộc dung đạo cảnh hậu kỳ hướng về phía trước phóng ra một bước thân hình biến mất tại nguyên chỗ tông miễn thần sắc ngưng trọng trong đầu không ngừng quanh quẩn Trần Phỉ khuôn mặt, khiếp sợ trong lòng thật lâu không cách nào lắng lại. Tông Miễn không nghĩ tới, đế tôn nói tới, có dị tộc nhằm vào quỷ tộc, cái này kẻ đầu teo vậy mà lại là nhân tộc. Mà nhất làm cho Tông Miễn không nghĩ tới là, cái này nhân tộc vẫn là bọn hắn vẫn muốn xóa bỏ Trần Phỉ. Trần Phỉ chi danh, tại quỷ trong tộc bộ từ không cần phải nói, tất cả quỷ tộc dung đạo cảnh cân nhắc, là thừa dịp còn không có chân chính trưởng thành, đem nó xóa bỏ miễn cho người tương lai tộc xuất hiện một cái mới đế tôn cảnh. Nhưng là ngay tại vừa rồi, tông miễn tại bên ngoài mấy trăm dặm, thấy được Trần Phỉ dễ như trở bàn tay chém vết trong tộc một cái dung đạo cảnh trung kỳ. Loại kia nhẹ nhõm tư thái, đây là bọn hắn quỷ tộc nhận biết bên trong dung đạo cảnh sơ kỳ, cái gì dung đạo cảnh sơ kỳ, có thể dễ dàng như vậy đánh vết dung đạo cảnh trung kỳ. Đến cùng là lúc nào, nhân tộc tiểu bối này trưởng thành đến vị trí này, cái này Trần Phỉ bây giờ đến cùng là cảnh giới gì, Tông Miễn không chút do dự, trực tiếp chạy trốn, hắn muốn đem tin tức này mang về, thừa dịp song phương cách xa nhau mấy trăm dặm, Tông Miễn thậm chí trực tiếp bộc phát ra cấm pháp. Khoảng cách này, cho dù là đế Tôn Cảnh ở phía sau, Tông Miễn đều có cực lớn nắm chắc bỏ chạy. Ông, kịch liệt không gian ba động tại phía trước nổi lên, một thân ảnh từ khe hở không gian bên trong đi ra, ngăn tại Tông Miễn trước mặt. Tông Miễn con mắt không tự chủ được trừng lớn, làm sao lại nhanh như vậy, cho dù là đế Tôn Cảnh cường giả, cũng không có khả năng dạng này trong nháy mắt vượt qua dài như vậy khoảng cách. Bởi vì chuyển di không gian, Trần Phỉ triển lộ chân thực cảnh giới, dung đạo cảnh hậu kỳ. Điểm này, Tông Nghiễn một chút liền nhìn ra. Chỉ là so sánh Trần Phỉ vừa rồi trong nháy mắt vượt qua mấy trăm dặm tốc độ bay, dung đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới, tự hồ lộ ra râu ria. Dung đạo cảnh hậu kỳ, tại hắc thạch vượt bên trong xem như cấp cao chiến lực, nhưng các tộc ở trong vẫn là có không ít số lượng, toàn bộ hắc thạch vực cộng lại số lượng đều nắm chắc trăm nhưng hơi ngẫm lại dạng này một cảnh giới đặt ở một cái đột phá dung đạo cảnh không đến ba năm trên thân người liền biết đây là cỡ nào khoa trương một sự kiện vừa rồi nhìn thấy trần phỉ tùy tiện chém dết trong tộc dung đạo cảnh trung kỳ tông yển trong lòng suy đoán trần phỉ hẳn là dung đạo cảnh hậu kỳ trở lên cảnh giới nhưng đoán là một chuyện chân chính tận mắt thấy vẫn là để tông yển trong lòng chấn kinh dị thường cái này nhân tộc thiên kiêu tuyệt đối có vấn đề. Chí bảo, vẫn là bị những cường giả khác đoạt xá rồi, mặc kệ thiên phú cao bao nhiêu, tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, liền đem tu vi tăng lên tới trình độ như vậy. Vô số tạp niệm từ tông miễn thức hải bên trong hiện lên, tông miễn thân hình chuyển động, hướng thẳng đến một phương hướng khác bay đi. Trần phỉ trên người bí ẩn quá nhiều, nhiều đến tông miễn cũng không dám tiến lên liều mạng. Không biết là kinh khủng nhất, mặc kệ trần phỉ trên thân là có chí bảo, vẫn là cường giả đoạt xá theo tông yển đều vô cùng nguy hiểm đã như vậy vậy khẳng định là tránh trước đem tin tức này mang về trong tộc để đế tôn xuất thủ thậm chí là trực tiếp để lão tổ xuất thủ đem cái này trần phỉ cầm xuống cường giả đoạt xá khả năng hơi nhỏ một chút bởi vì tông yển nghe trong tộc lão tổ nói qua đến khai thiên cảnh về sau cho dù muốn trùng sinh hoặc là tự nghĩ biện pháp ngưng tụ ra một bộ nhục thân hoặc là chính là đầu nhập thai bên trong để thần hồn cùng nhục thân hoàn toàn tương hợp. Đi đoạt xá, trực tiếp hạn chế lại về sau phát triển, cực kỳ không khôn ngoan. Cho nên, Trần Phỉ tu luyện nhanh như vậy, người mang chí bảo khả năng là cao nhất. Nếu như có thể đem Trần Phỉ cầm xuống, tất nhiên có thể vì quỷ tộc mang đến ít lợi thật lớn. Trần Phỉ nhìn xem tông miễn không chút do dự xoay người trốn chạy, lông mày khẽ nhúc nhích, cái này cũng còn không có bắt đầu đánh, liền nghĩ rời đi, cái này quỷ tộc tính tình ngược lại là rất cẩn thận. Trần Phỉ đưa tay trái ra nhắm ngay Tông Nghiễn, không gian chung quanh quy tắc có chút rung động, sau một khắc, một cổ to lớn chi lực rơi vào Tông Nghiễn trên thân thể. Không gian trói dết, Tông Nghiễn vốn là phi nhanh thân hình bỗng nhiên cứng ngắc ở giữa không trung, giống như một con vây ở hộ phách bên trong côn trùng, vô luận Tông Nghiễn giải dụa như thế nào, không gian chung quanh trói buộc đều không nhúc nhích tí nào. Tông Nghiễn nắm giữ quy tắc mảnh vỡ tại 100 khối tả hữu, cái này tu vi tại dung đạo cảnh hậu kỳ bên trong, đã coi như là cực mạnh tồn tại đặc biệt là tại bây giờ thi triển cấm pháp tình huống dưới, để dung đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong người tu hành đến, nếu như không muốn tự thân thụ thương, thậm chí là trọng thương, tất nhiên phải cẩn thận cẩn thận ứng phó, tuyệt sẽ không đi liều mạng. Nhưng là tại Trần Phỉ nơi này, một chiêu trực tiếp cầm giữ tông yển thân hình, không nhìn tông yển thi triển cấm pháp trạng thái. Cái này ngoại trừ Trần Phỉ bây giờ chiến lực, đạt đến đế tôn cảnh, dung đạo cảnh bên trong chất biến vị trí bên ngoài, chủ yếu vẫn là không gian trói vết cái này thức chiêu pháp, cực kỳ tinh diệu nguyên bản âm ảnh phượt sát kỳ thật liền đã cực kỳ lợi hại nhưng muốn trình độ như vậy nhất định phải tuôn ra tất cả đem hết toàn lực muốn giống trần phỉ dạng này hời hợt là tuyệt đối chuyện không thể nào không gian vi vương câu này lưu truyền rất rộng từ địa phương vẫn là có tự thân đạo lý ở nơi đó đặc biệt là trần phỉ lấy bốn loại không gian thứ cấp quy tắc thi triển tinh diệu trình độ trực tiếp vượt qua nguyên bản a à, tông miễn cảm giác được không gian xung quanh kèm theo lực lượng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, điên cuồng tiếng gào thét tại yết hầu ở trong quanh quẩn. Tông yển lực lượng toàn thân, nghĩa vô phản cố đánh thẳng vào không gian chung quanh bình chướng. Lần này, không gian bình chướng có động tĩnh nhưng cũng vẻn vẹn có chút rung động, khoảng cách bị hoàn toàn đánh vỡ, còn có tương đương một đoạn khoảng cách. Cảm giác không gian bình chướng tình huống, Tông Yển ánh mắt bên trong tuyệt vọng đạt đến cực hạn, bởi vì Tông Yển biết, mình chết chắc. Cái này trần phỉ chẳng những thời gian 3 năm, từ dung đạo cảnh sơ kỳ tu luyện đến dung đạo cảnh hậu kỳ, chiến lực càng là đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Đế tôn cảnh, chỉ có đế tôn cảnh lực lượng, mới có thể để cho hắn dạng này không có chút nào sức chống cự. Tông miễn cố gắng quay đầu, muốn xem hướng trần phỉ, lại ngay cả quay đầu động tác này, cũng không đủ sức làm được. Sau một khắc, không gian xung quanh to lớn chi lực bỗng nhiên tăng lên, tông miễn co ngươi kịch liệt co vào, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Bành, tông yển thân thể trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ bị trần phỉ một chiêu không gian trói vết trực tiếp chém vết trần phỉ tay trái hơi đổi tông yển thể nội linh túy bị rút ra trần phỉ thi triển thanh đồng phù văn mi tâm nứt ra một cái lỗ khe hở cột sáng bao phủ tại linh túy bên trên một đạo linh quan tràn vào đến trần phỉ thần hồn ở trong lạnh buốt cảm giác tại thần hồn bên trong lan tràng trần phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích cái này tông yển mang tới thiên tư tăng trưởng ngược lại là so trần phỉ dự liệu nhiều một ít một lát sau cướp đoạt tới thiên tư tiêu hao hoàn tất trần phỉ vận chuyển thị thần đọc tông miễn thần hồn mảnh vỡ chỉ là nhìn mấy lần trần phỉ lông mày không khỏi khẽ động tại tông miễn trong trí nhớ trần phỉ nhìn thấy quỷ tộc đế tôn khấu phần thân ảnh bởi vì là vừa phát sinh không lâu sự tình tông miễn đoạn này ký ức rất là nhẹ nhõm bị trần phỉ bắt được nhìn xem thần hồn mảnh vỡ bên trong khấu phần cùng tông miễn đối thoại trần phỉ minh bạch vì cái gì quỷ tộc dung đạo cảnh bắt đầu rút lui một lát sau trần phỉ đọc xong tông yển thần hồn mảnh vỡ ngay sau đó đem tông yển linh túy trực tiếp vỡ nát nồng đậm linh cơ tràn ngập bốn phía hải lượng cảm ngộ xuất hiện lần nữa tại trần phỉ ngay trong thức hải mấy hơi về sau chung quanh linh cơ tiêu tán trần phỉ mở to mắt một đạo hát mang từ trần phỉ đáy mắt hiện lên trần phỉ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười thứ bảy mươi ba thước chuẩn thì mảnh vỡ ngưng tụ hoàn thành trần phỉ cái này dung đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới xem như triệt để vững chắc. Cái này mới một thước chuẩn thì mảnh vỡ, trần phỉ ngưng tụ là không gian thứ cấp quy tắc, lớn. Không chỉ có là cái này một mảnh vụn, trần phỉ tiếp xuống dung đạo cảnh hậu kỳ tu luyện, ngưng tụ tất cả quy tắc mảnh vỡ, cũng sẽ là cái này. Muốn đột phá đến dung đạo cảnh đỉnh phong, nhất định phải trưởng khống một đầu hoàn chỉnh thứ cấp quy tắc. Trần phỉ mặc dù có bản, có thể đem khác biệt thứ cấp quy tắc mảnh vỡ dung luyện cùng một chỗ, nhưng cái này cùng chân chính hoàn chỉnh thứ cấp quy tắc, vẫn là có bản chất khác nhau. Trần Phỉ hiện tại thần hồn quy tắc mảnh vỡ, có thể nói là đủ loại, chừng hai mươi mấy loại. Lúc trước Trần Phỉ là vì càng nhanh đạt tới dung đạo cảnh hậu kỳ, cho nên lựa chọn dạng này phương thức tu luyện. Bây giờ đã đạt tới dung đạo cảnh hậu kỳ, tự nhiên muốn nghĩ đến như thế nào đột phá đến dung đạo cảnh đỉnh phong mới được. Trần Phỉ bây giờ thể nội quy tắc mảnh vỡ, lớn nhất chính là không gian thứ cấp quy tắc, lớn, số lượng chừng 41 khối còn lại là những quy tắc khác mảnh vỡ. Nói cách khác, Trần Phỉ muốn đột phá đến dung đạo cảnh đỉnh phong, còn cần ngưng tụ ra 67 khối không gian thứ cấp quy tắc, lớn, mảnh vỡ. Trần Phỉ bây giờ dùng tiểu khai thiên cảnh trạng thái tu luyện, đại khái là 4 ngày ngưng tụ một thước chuẩn thì mảnh vỡ, muốn đột phá đến dung đạo cảnh đỉnh phong, cần hơn 200 trời. Thời gian một năm không đến, thẳng vào dung đạo cảnh đỉnh phong, cái tốc độ này Trần Phỉ không có cái gì bất mãn. Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương, Trần Phỉ có thể cảm giác được, đang có một cổ lực lượng, chính hướng phía bên này điên cuồng vọt tới. Trần Phỉ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía trước, săn giết còn không có kết thúc, Trần Phỉ cố gắng cũng không cần hơn 200 trời, liền có thể đột phá đến dung đạo cảnh đỉnh phong, trở thành nhân tộc mới đế tôn. Trần Phỉ hướng về phía trước phóng ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Hơn 2.000 dặm bên ngoài, khấu phần nhìn xem tay trung tông miễn vỡ vụn hồn bài không tự chủ được dùng sức nắm lấy sau một khắc vỡ vụn hồn bài hóa thành tro tàn khấu phần gắng sức đuổi theo chính là lo lắng tông miễn sẽ chết tại cái kia thần bí trong tay địch nhân kết quả không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chậm một bước tông miễn sinh tính cẩn thận phát hiện không đúng hẳn là sẽ trước tiên thoát đi làm sao sẽ còn nhanh như vậy bị sát hại khấu phần cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại tiếp lấy nghĩ đến cái này điểm đáng ngờ trừ phi lúc ấy khoảng cách song phương quá gần, Tông yển đã hoàn toàn không kịp chạy trốn. Khoảng cách quá xa vời, khấu phần bây giờ tất cả suy đoán đều là nghĩ viễn vông. Khấu phần bây giờ duy nhất ý nghĩ, chính là chặn đứng đối phương, chỉ có như vậy, mới có thể để cho cái khác quỷ tộc dung đạo cảnh thừa cơ chạy trốn, không phải tên địch nhân kia nhất định còn sẽ đuổi theo quỷ tộc dung đạo cảnh giác. Nghĩ đến quỷ tộc ở trong thật vất vả để giành dung đạo cảnh, bị đối phương dạng này tùy ý chém giết, khấu phần trong lòng liền có nhỏ máu cảm giác đồng thời loại kia phẫn nộ cũng biến thành càng phát nồng đậm rút gân lột xương đều đã không cách nào dội tắt khấu phần sát ý trong lòng nhóm lửa thần hồn cả ngày lẫn đêm chịu đựng liệt diễm thiêu đốt muốn sống không được muốn chết không xong khấu phần muốn để tên địch nhân này tiếp nhận thống khổ như vậy mới có thể chuộc tội lỗi qua mấy ngàn dặm bên ngoài băng tộc đế tôn ngao an vừa tới đến băng tộc dung đạo cảnh bỏ mình địa phương còn không có bắt được dấu vết gì đột nhiên trong tay áo hồn bài lần nữa vỡ vụn. Ngao An sắc mặt khẽ biến, lại chết, lần này chết là một cái băng tộc dung đạo cảnh hậu kỳ. Cứ việc Ngao An đã để băng tộc rút lui, nhưng rút lui chung quy là cần thời gian, trong thời gian ngắn, từng cái dung đạo cảnh ở giữa khoảng cách cũng không hề hoàn toàn kéo ra. Bây giờ mấu chốt là, người địch nhân thần bí này thật có thể cảm ứng được cái khác băng tộc vị trí. Ngao An nhìn lướt qua bốn phía, vết tích rải rác. Ngao An không còn xem xét, thân hình hóa thành một đạo băng quang biến mất không thấy gì nữa. Ngao An muốn bay thẳng đến khoảng cách gần nhất trong tộc dung đạo cảnh nơi đó, đem bọn hắn bảo vệ. Lại nghĩ thông qua hiện trường vết tích đến bắt giữ địch nhân, quá chậm. Thời gian từng giờ trôi qua, bởi vì một mực hướng cái khác phương vị bay, Trần Phỉ ngược lại là đã sớm đem hậu phương phệ linh trùng hất ra, cũng không tiếp tục gặp người nhặt rác. Chém giết băng tộc quỷ tộc dung đạo cảnh tần suất bắt đầu giảm xuống, hai tộc tách ra rút lui, muốn đuổi kịp một cái, đều cần tốn hao không ít thời gian. Càng mấu chốt chính là, neo định ấn ký cảm ứng là có phạm vi, đến đằng sau, Trần Phỉ đã rất khó thông qua neo định ấn ký, đi khóa chặt băng tộc quỷ tộc dung đạo cảnh phương vị. Bất quá cái này rất bình thường, những này dung đạo cảnh cũng không phải đứng đấy bất động người bù nhìn. Mà lại từ đột phá dung đạo cảnh hậu kỳ đến bây giờ, Trần Phỉ thần hồn bên trong quy tắc mảnh vỡ, đã đạt đến 83 khối. Cái này 10 khối quy tắc mảnh vỡ tăng trưởng, băng tộc quỷ tộc trả ra đại giới, là dung đạo cảnh trung kỳ bị trần phỉ chém giết 19 cái, dung đạo cảnh hậu kỳ bị trần phỉ chém giết 4 cái. Tăng thêm trước đó trần phỉ chém giết dung đạo cảnh, băng tộc quỷ tộc một ngày này không đến thời gian, đã có vài chục cái dung đạo cảnh vĩnh viễn lưu tại nơi này. Trần phỉ ngoại trừ quy tắc mảnh vỡ đạt tới 83 khối, công pháp hoang vũ sát thần quyết rốt cuộc bước vào đến đại viên mãn cảnh. Tại công pháp đạt đến đại viên mãn cảnh một khắc này, Trần Phỉ có thể rõ ràng cảm giác được, mình đối với phương thiên địa này quan sát, có một tia khác biệt. Cái này một tia khác biệt, rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung, có chút cùng loại Trần Phỉ kích phát sát thần trạng thái cái chủng loại kia tiểu khai thiên cảnh, thiên địa cùng mình cùng ở tại. Ngoại trừ loại này huyền chi lại huyền cảm giác bên ngoài, hoang vũ sát thần quyết đại viên mãn về sau, Trần Phỉ điều động lực lượng trong cơ thể đều như ý, lại tinh tế nhập vi, cùng thiên địa nguyên khí ở giữa cộng minh cũng bị phóng đại đại viên mãn cảnh hoang vũ sát thần quyết có thể một đường tu luyện tới khai thiên cảnh ở trong không có bất kỳ trở ngại lại cùng dung đạo cảnh đối chiến đối thủ chiêu thức ở giữa sơ hở sẽ ở trong mắt trần phỉ kịch liệt phóng đại cái này ngoại trừ công pháp mang tới tầm mắt biến hóa càng nhiều là bởi vì hơn 20 loại thứ cấp quy tắc tổ hợp để trần phỉ có thể tại trong nháy mắt nhận ra đối thủ chiêu thức ở giữa nguyên lực vận chuyển từ đó sinh ra nhìn ra hiệu quả bởi vì cùng một thời gian trần phỉ chỉ có thể hấp thu ba loại cảm ngộ chủ tu công pháp bước vào đại viên mãn cảnh, Trần Phỉ về sau lúc tu luyện, có thể nhiều lĩnh hội một loại thứ cấp quy tắc. Dạng này tại không gian thứ cấp quy tắc, lớn, không ngừng hướng phía hoàn chỉnh trạng thái tiến phát thời điểm, Trần Phỉ còn có thể để không gian thứ cấp quy tắc, nhỏ, tăng lên. Chờ Trần Phỉ đột phá đến dung đạo cảnh đỉnh phong, muốn trưởng khống đầu thứ hai thứ cấp quy tắc thời điểm, liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Từ dung đạo cảnh đỉnh phong đến khai thiên cảnh, thường quy phương thức đều muốn trưởng khống bốn đầu thứ cấp quy tắc. Cái này ở trong cần tốn hao thời gian, xa so với dung đạo cảnh sơ kỳ đến dung đạo cảnh đỉnh phong, phải hơn rất nhiều. Cái này ở trong cực kỳ khảo nghiệm người tu hành ngộ tính thiên tư, cũng chính vì vậy, hắc thạch vực các tộc dung đạo cảnh đỉnh phong không ít, lại một cái chính thống khai thiên cảnh đều không có. Ngoại trừ hắc thạch vực nội tu hành giả không hiểu rõ khai thiên cảnh đột phá chi pháp, càng lớn nguyên nhân hay là bởi vì thiên tư nhận hạn chế tại kia. Còn có cùng là dung đạo cảnh đỉnh phong, có đôi khi chênh lệch thực lực sẽ phi thường lớn. Giống như vu mông tộc dung đạo cảnh đỉnh phong, phổ biến liền có thể hành hung hắc thạch vực bên trong dung đạo cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ nắm giữ thứ cấp quy tắc số lượng có khác biệt, còn có chính là công pháp huyền diệu trình độ cũng không hoàn toàn giống nhau. Hoang vũ sát thần quyết đột phá đến đại viên mãn cảnh, trấn thương khung tiến bộ cũng tương đương rõ ràng. Trần phỉ thể phách bên trong quy tắc của lực lượng mảnh vỡ, từ trước đó 43 khối một đường tăng lên tới 48 khối vị trí. Quy tắc của lực lượng mảnh vỡ mỗi tăng trưởng một khối, trần phỉ thể phách có lực lượng liền sẽ tăng trưởng một đoạn, hiệu quả cực kỳ bá đạo. Dựa theo hoang vũ sát thần quyết tính ra ra kết quả, trần phỉ bây giờ thể phách đã có chút tiếp cận ba đầu thứ cấp quy tắc thể phách. Cho dù còn không có đạt tới, nhưng cũng không khác nhau lắm. Trần phỉ ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, tâm thần không ngừng cảm giác giữa không trung dấu vết lưu lại, Neo định ấn ký đã vô dụng, tất cả băng tộc quỷ tộc dung đạo cảnh, đều vượt ra khỏi ấn ký có thể cảm ứng phạm trù. Trần phỉ trước đó đều là một khóa chặt, liền trực tiếp xóa đi ấn ký, tránh cho bị hậu phương băng tộc quỷ tộc đế tôn cảm ứng được. Trần phỉ phải trả muốn tiếp tục chém giết băng tộc quỷ tộc dung đạo cảnh, cũng chỉ có thể thông qua bắt giữ một chút vết tích, bất quá cái này cũng không dễ dàng, mà lại tốn thời gian rất dài. Không có kịch liệt chém giết, chỉ là bay qua, dấu vết lưu lại cực kỳ bé nhỏ, Đồng thời chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Mà lại mỗi cái dung đạo cảnh cơ hồ đều hiểu được như thế nào che giấu dấu vết của mình, muốn bắt được những chi tiết này liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Trần Phỉ tầm mắt bên trong, thiên địa hoàn toàn là từ điểm và đường tạo thành, những này điểm đường bên trong, mỗi một cái đều đã bao hàm đại lượng tin tức. Có thể từ đó đọc lên nhiều ít tin tức, hoàn toàn nhìn mỗi cái người tu hành bản lãnh của mình. Sau một khắc, Trần Phỉ thân hình biến mất tại nguyên chỗ thuận một cái như ẩn như hiện điểm sáng đuổi theo. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Phỉ xuất hiện ở giữa không trung, ngăn ở một cái băng tộc dung đạo cảnh hậu kỳ trước mặt. Nhiều nhất chỉ có thể lại giết một cái dung đạo cảnh, Trần Phỉ rất tự nhiên lựa chọn dung đạo cảnh hậu kỳ, về phần là băng tộc vẫn là quỷ tộc, đối với Trần Phỉ mà nói không khác nhau bao nhiêu. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại phía trước mình Trần Phỉ, băng tộc tàng cương cho mày, khi nhìn rõ Trần Phỉ bộ dáng về sau, tằng cương ánh mắt bên trong lộ ra vẻ không thể tin được trần phỉ là ai tằng cương biết nhưng chính là bởi vì biết giờ phút này mới khó mà tiếp nhận trần phỉ nhìn xem tằng cương đưa tay trái ra vô tận không gian cự lực xoắn về phía tằng cương tằng cương cảm giác không gian xung quanh biến hóa thần sắc kịch biến lực lượng toàn thân bỗng nhiên bắn ra đúng là để không gian trói dép dừng lại sát na cái này một cái sát na bị tằng cương nhạy cảm nắm chắc tiếp lấy từ không gian bình chướng bên trong thoát ly tiếp lấy không chút do dự hướng phía một phương hướng khác bay đi trần phỉ lông mày khẽ nhúc nhích trong lòng có chút kinh ngạc đây là cái thứ nhất dung đạo cảnh hậu kỳ dãy dụa ra không gian của hắn trói vết không gian trói vết cái này thức chiêu pháp tự nhiên chưa nói tới hoàng mỹ vô khuyết thế gian này cũng không có hoàng mỹ vô khuyết chiêu pháp không gian trói sát lực lượng thời khắc yếu đuối nhất hẳn là vừa phát động sát na không gian quy tắc rung động hình thành không gian dây xích trói buộc chặt đối thủ. Thời gian này cơ hồ là thoáng qua liền mất, cho nên Trần Phỉ trước đó đều là một trảo một cái chuẩn. Nhưng Tằng Cương đã nhận ra không gian ba động, cũng vận dụng tự thân lực lượng, trực tiếp tránh thoát. Loại này thể phách chi lực. Trần Phỉ nhìn xem Tằng Cương, hướng về phía trước phóng ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Tằng Cương trước mặt. Tằng Cương nhìn xem gần trong gan tất Trần Phỉ, vốn là hoảng loạn thần sắc bỗng nhiên biến mất, ngược lại biến thành đạt được sau ngoan lệ, cấm pháp bộc phát một cổ hoang cổ như cự thú khí thế từ tàng cương trên thân bay lên tàng cương bước về phía trước một bước hữu quyền tách ra ánh sáng lóa mắt sáng trong nháy mắt đánh tới hướng trần phỉ nắm đấm còn chưa chân chính rơi xuống chung quanh thiên địa nguyên khí đã kịch liệt xoay tròn một quyền này bắn ra uy năng viễn siêu dung đạo cảnh hậu kỳ mặc dù còn chưa đạt tới đế tôn cảnh nhưng đã vô cùng vô cùng tiếp cận tàng cương thể nội quy tắc mảnh vỡ vốn là đạt tới một trăm lẻ năm khối càng thêm mấu chốt chính là thể phách của hắn so sánh nguyên lực cao hơn một đoạn đạt đến đế tôn cảnh lấy hơn một trăm thước chuẩn thì mảnh vỡ nguyên lực thôi động đế tôn cảnh thể phách bình thường dung đạo cảnh hậu kỳ nơi nào sẽ là địch thủ của hắn thể phách cường đại như thế đây là tầng cương một cái bí mật tầng cương một mực đảm bảo rất tốt cho dù là đồng tộc bên trong dung đạo cảnh đều không có một cái nào biết được phàm là biết đến đều đã biến thành quyền của hắn hạ chi hồn liền trần phỉ vừa rồi cho thấy thân pháp tằng cương biết mình chạy không thoát nhưng tằng cương muốn làm trốn đi độn trạng thái để cho trần phỉ chủ động tới gần hắn chỉ cần khoảng cách song phương gần vừa đủ tằng cương liền có cơ hội bộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất xuất kỳ bất ý đem trần phỉ chém giết dầu gì cũng muốn đem trần phỉ trọng thương về sau là giết là trốn liền có thể lại xem tình huống mà định ra quyền chủ động cũng giao cho trong tay của hắn trần phỉ nhìn xem tằng cương quyền phong thần sắc bất động, tay phải nên đón. Quanh, tiếng nổ đùng đoàn trực trùng vân tiêu, một đạo to lớn gợn sóng khuếch tán ra, tiếp lấy biến thành to lớn sóng lớn càng quét tứ phương. Tàng cương ngoan lệ khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ, tàng cương vốn định nhìn thấy trần phỉ thổ huyết bại lui bộ dáng, giống như lúc trước đông đảo chết tại hắn quyền hạ những cái kia dung đạo cảnh. Chưa đạt đế tôn cảnh, lại có được đế tôn cảnh thể phách, loại chuyện này chỉ cần là dung đạo cảnh đều có thể minh bạch ở trong cực hạn khó khăn phương pháp khẳng định là có, nhưng tuyệt đối sẽ không so đột phá đến dung đạo cảnh đỉnh phong, tới đơn giản bao nhiêu. Cho nên bình thường dung đạo cảnh, căn bản liền sẽ không hướng phương diện này muốn. Giống như giờ phút này, Tăng Cương không nghĩ tới, từ Trần Phỉ trong lòng bàn tay truyền đến thuần túy lực lượng, so với hắn còn muốn khoa trương. Trần Phỉ, cái này tuổi trẻ nhân tộc thiên kiêu, có được còn mạnh hơn hắn thể phách. Tăng Cương một quyền phía dưới, chẳng những không có rung chuyển Trần Phỉ, phản chấn lực lượng sôi trào mãnh liệt cuốn ngược mà quay về. Cổ lực lượng này, Tàng cương tự thân thể phách phòng ngự ngăn cản không nổi, về phần thể nội dung đạo cảnh hậu kỳ nguyên lực phòng ngự, thì là bị cùng nhau đánh xuyên qua. Phốc, tăng cương một chùm huyết vụ phun ra, thân hình không tự chủ được lui về phía sau, trong ánh mắt, chân chính lộ ra sợ hãi. Lần này không phải làm bộ, mà là thật hoảng sợ, bởi vì Tàng cương hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách, trực tiếp bị nghiền ép, hắn cái gọi là ác chủ bài, tại trần phỉ trước mặt, lộ ra không đáng một đồng. Đừng có giết ta, ta có một cái bí mật, ta dùng bí mật này trao đổi. Ta tự mình tới nhìn, Tằng Cương còn chưa nói xong, liền bị Trần Phỉ đánh gãy. Trần Phỉ nhìn xem Tằng Cương, song trưởng xoay chuyển kết ấn, như thiên khung lật úp, che đậy hướng về phía Tằng Cương. Đối mặt cái này đạt tới đế tôn cảnh thể phách băng tộc, vi biểu kính ý, Trần Phỉ quyết định dùng thuần túy thể phách chi lực, đem hắn đánh chết, không, nhìn xem trần phỉ che đậy mà đến trưởng ấn tằng cương điên cuồng gầm thét điên cuồng nghiền ép mình thể phách chi lực khánh tất cả một quyền đánh ra trong thoáng chốc tằng cương cảm giác lực lượng của mình tự hồ lại có đột phá đạt đến một cái khác cấp độ quanh trần phỉ trưởng ấn trực tiếp mở ra tằng cương quyền phong thế như chẻ tre đâm vào tằng cương trên thân thể tằng cương thân thể khẽ rung lên dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trần phỉ ở trong tràn đầy mê mang cùng không cam lòng bành sau một khắc vô biên cự lực từ thể nội nổ tung tằng cương thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ thân tử đạo tiêu rút ra linh túy cướp đoạt thiên tư đọc thần hồn mảnh vỡ trần phỉ nhìn xem tằng cương thần hồn mảnh vỡ lông mày hơi động một chút từ tằng cương đạo khí bên trong lấy ra một vật một khối vỡ vụn thanh đồng mảnh vỡ tằng cương cao hơn nguyên lực cảnh giới nhất giai thể phách nguyên nhân đến từ khối này thanh đồng mảnh vỡ trần phỉ vuốt ve thanh đồng mảnh vỡ dù bận vẫn ung dung nghiên cứu khối này thanh đồng mảnh vỡ. Cái khác quỷ tộc băng tộc dung đạo cảnh, đã khó mà chẳng giết, trừ phi Trần Phỉ đuổi tới băng tộc hoặc là quỷ tộc thành trì bên trong, nhưng này dạng, Trần Phỉ đoán chừng sẽ bị hai tộc đế tôn cảnh vây công, thậm chí dẫn tới quỷ tộc lão tổ. Trừ phi Trần Phỉ có được hủy diệt nhiều như vậy đế tôn, thậm chí quỷ tộc lão tổ lực lượng, không phải Trần Phỉ bây giờ tu vi cảnh giới sự tình, toàn bộ hắc thạch vực đều đem biết được. Một khắc đồng hồ về sau, bị Trần Phỉ dung nhập thể nội thanh đồng mảnh vỡ, bị lần nữa phân ra, tại nguyên điểm trong không gian, nhiều một đoạn mới thanh đồng phù văn. Hai đoạn thanh đồng phù văn cũng không tương dung, mặc dù xuất từ đồng dạng chủng tộc thần bí, nhưng hai đoạn thanh đồng phù văn tác dụng cũng không giống nhau. Lại đó có thể thấy được, hai khối thanh đồng phù văn, kỳ thật đều không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, cũng không phải là bản đầy đủ. Đồng thời Trần Phỉ ô không gian bên trong, loại kia đen nhánh như vực sâu năng lượng, lại nhiều một bộ phận ngàn dặm bên ngoài quỷ tộc đế tôn khấu phần ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm phía trước đạo thân ảnh mơ hồ kia hắn rốt cuộc đuổi tới cái này giấu đầu lộ đuôi tặc tử trần phỉ đang cúi đầu nhìn xem trong tay hai khối thanh đồng mảnh vỡ tay phải có chút ra sức thanh đồng mảnh vỡ lần này ngược lại là bị trần phỉ bóp ra một chút vết tích nhưng là trần phỉ nhẹ buông tay mở bóp ra vết tích lại nhanh chóng phục hồi như cũ trần phỉ lông mày khẽ nhúc nhích cái này thanh đồng mảnh vỡ trình độ bền bỉ vượt mức bình thường nhưng mà này còn là tại thanh đồng mảnh vỡ đã hoàn toàn vỡ vụn tình huống dưới, y nguyên có được như thế tính bền dẻo. Cái này thanh đồng khí vật nếu là hoàn chỉnh hình thái, Trần Phỉ đoán chừng mình liền tại phía trên lưu lại dấu vết năng lực đều không có. Mà như vậy dạng chí bảo, đúng là bị chủng tộc khác cưỡng ép đánh nát. Ở trong mắt Trần Phỉ, cho dù chỉ là không trọn vẹn trạng thái thanh đồng mảnh vỡ, liền đã thuộc về chí bảo hàng ngũ, Trần Phỉ dựa vào cái này, đều có thể để cho mình tu luyện càng nhanh hơn cái khác người tu hành, bất luận là thiên kiêu hay là phổ thông thiên tư, đều có thể dựa vào cái này thanh đồng mảnh vỡ để tự thân tiến thêm một bước, thậm chí là trực tiếp phá vỡ những cái kia không thể phá vỡ bình cảnh. Khối thứ nhất thanh đồng mảnh vỡ bên trong phù văn, Trần Phỉ gần nhất dùng rất tấp nập, dựa vào cái này thanh đồng phù văn, Trần Phỉ cảm nhận được cái gọi là thiên kiêu, đến cùng là một loại gì cảm thụ. Có đôi khi phổ thông sinh linh cùng thiên kiêu trên lệch, thật so vượt giống loài còn muốn tới khoa trương. Thiên kiêu nhìn sự vật, một chút liền sẽ đồng thời lập tức có thể suy một ra ba thậm chí là sửa cũ thành mới mà phổ thông sinh linh cần nhiều lần luyện tập mới có thể miễn cưỡng nắm giữ thậm chí là nhiều lần luyện tập vẫn là không cách nào nắm giữ chỉ có thể ở dậm chân tại chỗ không có bản trần phỉ kỳ thật chính là phổ thông sinh linh ngay cả lúc trước bình âm huyện đều đi không ra liền muốn tán thân tại con kia quỷ dị trong tay cái này khối thứ hai thanh đồng mảnh vỡ Trần Phỉ tại đem nó phù văn thu nhập nguyên điểm không gian về sau, cũng đã minh bạch tác dụng. Cùng khối thứ nhất thanh đồng phù văn tổn hại có thừa mà bổ không đủ khác biệt, khối thứ hai thanh đồng phù văn cướp đoạt, càng thêm trực tiếp đương. Bất quá cướp đoạt điệt gia cũng không phải là thiên tư, mà là nhục thân thể phách cường độ. Dựa theo tàng cương trong trí nhớ đến xem, hắn tại dung đạo cảnh hậu kỳ thể phách thời điểm, sử dụng thanh đồng phù văn, còn có thể từ dung đạo cảnh sơ kỳ linh túy bên trong, thu hoạch được tăng cường thể phách lực lượng không giống cướp đoạt thiên tư thanh đồng phù văn, cướp đoạt thiên tư không bằng mình, cơ hồ không có hiệu quả. Đương nhiên, cái này cái này thanh đồng phù văn cũng có cực hạn, cướp đoạt thể phách đối tượng, nếu như thực sự quá yếu, cũng là không có hiệu quả. Tỷ như dung đạo cảnh đi cướp đoạt nhật nguyệt cảnh linh túy, liền căn bản là không có cách gia tăng thể phách cường độ. Tăng cương đem mình thể phách tăng lên tới đế tôn cảnh về sau, lại nghĩ tăng cường thể phách của hắn cường độ, cũng cần dung đạo cảnh trung kỳ cất bước, Dung đạo cảnh trung kỳ trở xuống, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Cho nên Tăng Cương bây giờ bồi hồi tại một đầu thứ cấp quy tắc thể phách cường độ, kỳ thật đã phi thường lâu, nhưng chậm chạp không cách nào lại tiến một bước. Hai khối thanh đồng phù văn, mỗi người mỗi vẻ, tăng cường thiên tư, là vì tương lai gia tăng càng nhiều khả năng. Tăng cường thể phách, thì là nắm chắc hiện tại, có được mạnh hơn chiến lực. Trần Phỉ bây giờ có được dạng này vượt cảnh giới chiến lực, Dựa vào chính là trứng thương khung ban cho cường đại thể phách. Nếu như Tằng Cương lúc trước đồng thời có được hai khối thanh đồng phù văn, bây giờ sợ là sớm đã là đế tôn cảnh cường giả. Bất quá loại chuyện này, không có nếu như, nhân sinh gặp gỡ, hoàn toàn nói không rõ ràng. Đối với người tu hành mà nói, có thể ngẫu nhiên có được một khối thanh đồng phù văn, liền đã xem như khí vận cực mạnh một chuyện. Chính là cái này thanh đồng mảnh vỡ, đến cùng năm đó là xuất từ cái nào chủng tộc? đơn giản đoạt thiên chi tạo hóa. Trần phỉ tay phải xoay chuyển, đem hai khối thanh đồng mảnh vỡ thu nhập một kiện để đó không dùng đạo khí bên trong. Cái này thanh đồng mảnh vỡ có chút tà môn, không phải năng lực, mà là ở trong ẩn chứa loại kia đen nhánh như vực sâu năng lượng, ở trong sợ là có vấn đề lớn. Trần phỉ dùng bản, trở lại như cũ phù văn, lại cố ý phân ra đã không có năng lượng màu đen thanh đồng mảnh vỡ, chính là lo lắng nhiễm phải cái gì cổ quái phiền phức. Trần phỉ phất tay, đem tàng cương đạo khí thu nhập trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, ngàn dặm bên ngoài khấu phần. Tại khấu phần phát hiện Trần Phỉ tung tích thời điểm, Trần Phỉ kỳ thật đã sớm biết được, khấu phần đang không ngừng truy tung chính mình. Trình độ nào đó, Trần Phỉ là cố ý lưu lại một chút cái đuôi ở phía sau, để khấu phần có thể đuổi theo. Không phải Trần Phỉ bây giờ một bước hơn một ngàn dặm, Trần Phỉ lại dùng trấn thương khung xóa đi dấu vết lời nói, khấu phần muốn đuổi tới nơi này, căn bản chính là chuyện không thể nào khấu phần muốn giết Trần Phỉ, mà Trần Phỉ làm sao không muốn chém giết một cái quỷ tộc đế tôn, lấy dung đạo cảnh hậu kỳ chi lực, chém giết một cái dung đạo cảnh đỉnh phong, đây là một kiện cực kỳ điên cuồng sự tình. Tại hắc thạch vực dài dằng dặc trong lịch sử, phàm là vì thế biến thành hành động, không có một cái nào thành công, lại hậu quả đều cực kỳ thảm liệt. Dung đạo cảnh đỉnh phong tại hắc thạch vực được xưng là đế tôn cảnh, ngoại trừ năm đó dung đạo cảnh đỉnh phong chính là hắc thạch vực đỉnh phong bên ngoài, càng bởi vì dung đạo cảnh đỉnh phong có được gần như vượt cấp tầng chiến lực ưu thế. Cũng chính vì vậy, có được dung đạo cảnh đỉnh phong mới có thể che chở ở chủng tộc của mình, tại quy khư giới bên trong miễn cưỡng sống sót, mà không cần lo lắng ngày nào đó đột nhiên bị diệt tộc. Lấy Trần Phỉ bây giờ nguyên lực tu vi, lại thêm đại viên mãn cảnh hoang vũ sát thần quyết, có thể để Trần Phỉ tại dung đạo cảnh bên trong xưng hùng bình thường dung đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Phỉ. Nhưng chỉ đây, còn thiếu rất nhiều đối kháng đế tôn cảnh, dù chỉ là trưởng khống một đầu thứ cấp quy tắc đế tôn cảnh. Nhưng Trần Phỉ còn có sát thần trạng thái, lấy nhóm lửa địa thủy hỏa phong quy tắc mảnh vỡ làm đại giá, bộc phát ra viễn siêu cảnh giới bàn bạc chi lực. Càng mấu chốt chính là, bởi vì Trần Phỉ đầy đủ cao hoang vũ sát thần quyết cảm ngộ, cổ lực lượng này bị Trần Phỉ hoàn toàn trưởng khống. Chỉ có chân chính nắm giữ lực lượng, mới thật sự là thuộc về mình. Cuối cùng, trọng yếu nhất, tiếp cận ba đầu thứ cấp quy tắc quy tắc thân thể đây là rất nhiều dung đạo cảnh cường giả tối đỉnh không có trần phỉ bình tỉnh đứng tại chỗ nhìn xem khấu phần lấy thủy hỏa quy tắc chi lực hướng cái này chạy nhanh đến trần phỉ bây giờ tầm mắt từ rất nhiều biểu tượng cũng có thể thấy được rất nhiều bên trong chi tiết vị này quỷ tộc đế tôn hoàn chỉnh nắm giữ hẳn là lửa thứ cấp quy tắc bây giờ ngay tại lĩnh hội nước thứ cấp quy tắc nước thứ cấp quy tắc lĩnh hội độ hẳn là còn không tính cao tối thiểu chưa từng có nữa, khoảng cách nắm giữ hai đầu thứ cấp quy tắc còn có tương đương một khoảng cách. Khấu phần tu vi như vậy, tại Hắc Thạch vực dung đạo cảnh đỉnh phong bên trong, thuộc về phổ biến tình huống. Nhân tộc có nhiều hơn phân nửa đế tôn, cũng là ở vào loại này hai cái thứ cấp quy tắc phía dưới tu vi cảnh giới. Nắm giữ một đầu thứ cấp quy tắc, đối với rất nhiều sinh linh mà nói, đã là khó có thể tưởng tượng sự tình, tiếp tục nắm giữ mặt khác một đầu thứ cấp quy tắc, nói nghe thì dễ, theo khoảng cách rút ngắn phương xa bóng người bộ dáng cùng khí tức, dần dần rõ ràng hiện ra trước mặt khấu phần, khấu phần trong mắt kinh ngạc cũng biến thành càng ngày càng đậm hơn. Nhân tộc, Trần Phỉ, đối với Trần Phỉ, khấu phần có thể nói là khắc sâu ấn tượng, khi cực quan thành bên ngoài quyết đấu, đến bây giờ khấu phần còn rõ mồn một trước mắt. Trước trận liên trảm tám cái cùng gia dung đạo cảnh sơ kỳ, hết lần này tới lần khác băng tộc quỷ tộc bên này còn đối Trần Phỉ không thể làm gì. Từ này trận tỷ thí về sau, Trần Phỉ lên băng tộc quỷ tộc danh sách phải giết một trong, nhưng vô luận băng tộc quỷ tộc phái ra dạng gì dung đạo cảnh đi tập sát, cuối cùng đều là cuối cùng đều là thất bại. Thiên Kiêu là có tự thân khí vận, bị mấy nói đến có chút huyền diệu, nhưng ở hắc thạch vực bên trong cũng không tính hiếm thấy. Từ đầu đến cuối không cách nào đem Trần Phỉ chém giết, nhưng băng tộc quỷ tộc cũng không hề từ bỏ chuyện này, lần này chặn giết nhân tộc, ở trong băng tộc quỷ tộc có một cái nhiệm vụ, chính là tìm tới Trần Phỉ, đem nó vĩnh viễn lưu tại nơi này chỉ là Khấu Phần chưa từng có nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này nhìn thấy Trần Phỉ. Mình một mực truy tung thần bí địch nhân, Khấu Phần phỏng đoán qua rất nhiều, vì chỉ có không có đem mục tiêu đặt ở nhân tộc tên tiểu bối này trên thân. Ở trong mắt Khấu Phần, Trần Phỉ liền vẫn là một tên tiểu bối, một cái còn không có chân chính trưởng thành nhân tộc Thiên Kiêu. Một cái chỉ cần bị mình gặp được, tiện tay liền có thể xóa bỏ nhân tộc. Trần Phỉ có lẽ thiên tư rất cao, đối quỷ tộc uy hiếp rất lớn nhưng này đều là chuyện tương lai cùng hiện tại không quan hệ hoặc là nói mấy trăm năm bên trong trần phỉ cũng sẽ không trở thành uy hiếp như thế bức thiết muốn giết trần phỉ chỉ là muốn đem tất cả uy hiếp trước sớm bóp chết rơi nhưng bây giờ đây là có chuyện gì trần phỉ tất cả tư liệu khấu phần trong tay đều có một cái từ hạ giới vị diện đi vào quy khư giới từ nhật nguyệt cảnh sơ kỳ đến nhật nguyệt cảnh đỉnh phong hao tốn thời gian mấy năm khấu phần nếu như không có cảm ứng sai Trần Phỉ hiện tại triển lộ ra khí tức là dung đạo cảnh hậu kỳ. Từ nhật nguyệt cảnh đỉnh phong đến dung đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí ngay cả thời gian 3 năm đều không có, mấu chốt là, nếu như chết ở chỗ này quỷ tộc dung đạo cảnh, đều là Trần Phỉ một người giết, loại thực lực này, đều không phải là phổ thông dung đạo cảnh hậu kỳ có thể so sánh. Còn có băng tộc dung đạo cảnh, chết ở chỗ này số lượng tuyệt đối không thể so với quỷ tộc ít hơn bao nhiêu. Khấu phần con mắt có chút nheo lại, ở trong kinh ngạc đã sớm tán đi, Bây giờ chỉ còn lại ngoan lệ sát ý, khấu phần không biết Trần Phỉ là thế nào tu luyện, có lẽ là chí bảo hay là nguyên nhân khác. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay Trần Phỉ phải chết, vĩnh viễn lưu tại nơi này, về phần nguyên nhân chờ đem Trần Phỉ giết, khấu phần tự nhiên có thể chậm rãi tra tìm. Ngàn dặm khoảng cách, tại khấu phần toàn lực phi nhanh dưới, bất quá một lát thời gian liền bước qua. Đi vào Trần Phỉ trong vòng trăm dặm, khấu phần đoạn diễm đao bỗng nhiên nâng lên, sau một khắc một đạo vết đao vượt ngang trời cao, phản phất muốn đem phương thiên địa này triệt để chém ra. Trần Phỉ mí mắt khẽ nâng, nhìn xem giữa trời rơi xuống đao mang, thể nội địa thủy hỏa phong mảnh vỡ nhóm lửa, bàn bạc lực lượng bỗng nhiên tràn ngập Trần Phỉ trên dưới quanh người. Màu đen lôi điện tại Trần Phỉ bên ngoài thân du tẩu, toàn bộ thiên địa ở trong mắt Trần Phỉ, biến đổi một cái bộ dáng. Trên bầu trời vẫn là cái kia đạo đao mang, nhưng ở Trần Phỉ nơi này, đã có rất nhiều khác biệt. Trần Phỉ hướng về phía trước phóng ra một bước, trực tiếp tránh thoát khấu phần tâm thần khóa chặt. Ông, đao mang dáng Trần Phỉ thân thể, rơi xuống phía dưới sơn nhạc bên trong. Không có tiếng nổ đùng đoàn, sơn nhạc im ắng tan rã, trong dãy núi nhiều hơn một đầu dài tới trăm dặm to lớn hẻm núi. Khấu phần nhìn xem Trần Phỉ khí tức biến hóa, lông mày một chút nhíu lại, loại khí tức này, không hiểu để khấu phần cảm giác được bất an. Trần Phỉ có thể tránh đi hắn thăm dò tính một chiêu, khấu phần trong lòng không có cảm giác được như thế nào, nếu như không có loại thực lực này, làm sao có thể giết được quỷ tộc nhiều như vậy dung đạo cảnh. Nhưng Trần Phỉ giờ phút này tản ra khí tức, một chút để khấu phần nghĩ đến trong tộc lão tổ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.